Chúng ta bắt đầu bài học ngày hôm nay nhé. Hôm nay chúng ta sẽ làm quen với chủ đề số 1 là đơn ánh, toàn ánh và song ánh. Thì trước hết là nhắc lại về định nghĩa đơn ánh, toàn ánh, song ánh như này. Một cái hàm f đi từ tập hợp x đến tập hợp y được gọi là đơn ánh nếu với mỗi x1, x2 thuộc tập hợp x và f(x1) bằng f(x2) thì đều suy ra là x1 bằng x2. Các định nghĩa tương đương với nó là chúng ta có như này. Chúng ta nhớ được là cái mệnh đề p kéo theo q, P kéo theo Q thì nó tương đương logic với lại phủ định của P tuyển với Q. Cho nên là cái mệnh đề ở trên nó tương đương với mệnh đề ở dưới. Đấy. Nhớ không? Fx P kéo theo Q này tương đương với phủ định của P. Phủ định của Fx1 bằng Fx2 là F1 khác Fx2, đúng không? Tuyển với kết luận này. Đấy. Rồi. Tiếp tục. Nhưng mà cái P kéo theo Q thì nó lại tương đương với lại không Q kéo theo không P. Cho nên cái này nó tương đương với cái dưới này. Cái thứ ba này. Đúng chưa? Thì cái thứ ba lại áp dụng một lần nữa thì chúng ta sẽ thấy được là áp dụng phủ định của giả thiết, tức là phủ định của x1 khác x2, tức là x1 bằng x2 tuyển với kết luận tức là f(x1) khác f(x2). Thế nhưng mà cái con số 3 và con số 2, con số 3 và con số 2 và con số 4 này chúng ta nhìn xem số 2 và số 4 nó viết cái này trước cái này sau, nhưng mà các tuyển của hai mệnh đề nó tương đương logic với nhau là đảo có tính giao án, cho nên là 1 và 1.4 và 1.2 như nhau. Nhưng mà người ta thường viết cái 1.4, người ta thường viết chấm 1.4 hơn. Đấy là về định nghĩa. Thế trong sách khoa có đưa ra chúng ta ví dụ cái hàm f đi từ er đến r biến x thành 2x cộng 1, một đơn ánh. Thì chúng ta sẽ nháp bằng cách là chúng ta xét cái f(x1) bằng f(x2) thì nó tương đương với 2x1 bằng cộng với 1 bằng 2x2 cộng với 1. Và như vậy là tương đương x1 bằng x2. Thì khi trình bày vào chúng ta có hai cách diễn đạt. Cách diễn đạt thứ nhất là chúng ta nói với mọi x1, x2 thuộc vào r mà f(x1) bằng f(x2). Đây, f(x1) bằng f(x2). Thì ta có là 2x1 bằng 2 cộng với 1 bằng 2x2 cộng 1. Suy ra x1 bằng x2, do đó f là đơn ánh. Tức là nói trước kết luận sau. Do đó f là đơn ánh. Hoặc cái cách diễn đạt thứ hai là f là đơn ánh vì với x1 x2 thuộc R mà f(x1) bằng f(x2) thì ta có này, suy ra x1 bằng x2. Nói về mặt trực quan và minh họa cho cái trường hợp đơn ánh đó chính là hàm ở trên với bảng biến thiên của nó đồng biến trên toàn R, như vậy chắc chắn nó sẽ là đơn ánh để chúng ta biết để nhận dạng đồng biến khi nào, nghịch biến khi nào. Cái này không nằm trong lời giải mà minh họa cho chúng ta hình dung ra được cái như thế nào để chúng ta có thể nhận dạng được nó là hàm đồng biến nghịch biến. Và từ đó chúng ta có thể kết luận được nó có là đơn ánh hay không là đơn ánh. Chưa? Là nhận dạng nhanh nhé. Sách giáo khoa cũng đưa cho chúng ta ví dụ thứ hai là cái hàm g đi từ x r đến r biến x thành x bình phương không là đơn ánh. Thì chúng ta nháp là chúng ta cho hai thằng bằng nhau. Hai thằng bằng nhau thì dẫn tới x1 bình bằng x2 bình. Nhưng mà hồi chúng ta học hồi bé chúng ta học là a bình bằng b bình thì nó tương đương với a bằng b hoặc a bằng trừ b. Như vậy ở đây nó lấy dấu cộng và dấu trừ, tức là nó có hai giá trị rồi, có hai giá trị. Vì thế chúng ta sẽ lấy hai con x nó đối nhau, sẽ lấy hai x đối nhau là tồn tại x1 bằng 1, x2 bằng trừ 1 đều thuộc vào r. Rõ ràng là x1 khác x2 nhưng mà fx1 g(x1) lại bằng g(x2) đều bằng 1. Như vậy g đây không là đơn ánh, g không là đơn ánh, g đúng không em? Thế là xong, có gì đâu. Người ta cho g mình ký hiệu là g, cứ quen ký hiệu là f. G không là đơn ánh. Rồi.
Từ đó thì chúng ta đưa ra một cái nhận xét để chứng minh hàm f đi từ x y đến đánh thì ta chứng minh với mọi x1 x2 thuộc vào x f bình 1 bằng f2 thì đều dẫn từ x1 bằng 2 là đúng. Thì còn không là đơn đánh thì chúng ta sẽ chứng minh là tồn tại x1 x2 thuộc vào x, x1 khác x2 nhưng mà f(x1) lại bằng f(x2). Đấy. Đúng không? Chúng ta chứng minh theo cái không là đơn đánh, chúng ta chứng minh theo cái dưới, là đơn đánh chúng ta chứng minh theo cái trên. Tiếp theo là bài khái niệm về toán đánh. Toán đánh thì cái hàm f đi từ tập hợp x tập y là toán đánh nếu như với mọi y thuộc vào y thì đều tồn tại x thuộc x sao cho f(x) bằng y. Nhưng mà chúng ta biết rằng là với mọi hàm f đi từ x trên y thì f(x) luôn là cực con của tập y. Do đó hàm f là toán đánh khi và chỉ khi f lớn x bằng y. Thế thì nhận dạng cái này là chúng ta lập bảng biến thiên mà chúng ta thấy được cái tập xác định, tập cái giá trị của cái hàm f nó bằng đúng cái tập ở bên phải thì chúng ta có thể nhận dạng ngay được đó là toán đánh. Thế nhưng mà với cái hàm này với hàm này tất nhiên hàm này chúng ta lập bảng biến thiên ở trên chúng ta thấy nó đi từ R đến R, cái tập ở bên phải chúng ta cái tập giá trị của nó ở đây này là từ âm vô cực đến dương vô cực thì đúng bằng R luôn, bằng y y lớn là bằng R luôn. À, như vậy là chắc chắn là nó là toán đánh. Đấy là nhận dạng. Thì bây giờ chúng ta chứng minh. Chứng minh là chúng ta sẽ xét cái phương trình f(x) bằng y bằng f(x) thì là y bằng 2x cộng 1, tức là x bằng 1 phần 2 của y trừ 1, tức đang đợt đầu đang là tính y theo x. Chúng ta lừa lừa phải tính x theo y. Toán đánh chúng ta phải xử lý như thế nhé. Như vậy bây giờ trình bày như này, khi trình bày chúng ta không trình bày như thế mà chúng ta sẽ trình bày là với mọi y thuộc vào R đều tồn tại x bằng 1 phần 2 y trừ 1 thuộc vào R sao cho fx bằng y, như vậy f là toán đánh. Đấy, diễn đạt như thế. Hoặc đảo ngược lại khẳng định nó là toán đánh trước, sau đó giải thích lý do sau. Nhưng mà xuất xứ vẫn là cái đoạn chúng ta biến đổi này. Đấy, mình phải có cái đoạn biến đổi dưới nháp trước để tính x theo y rồi mình mới kết luận được. Thế thì với bài thứ hai gx bằng gx bằng x bình phương, gx bằng x bình phương thì lúc này y bằng gx thì là bằng x bình phương nhưng mà chúng ta biết là x bình phương thì nó luôn lớn bằng không, đấy chứ tức nó không phải chạy khắp R mà nó chỉ chạy lớn bằng không thôi. Từ đó chúng ta mới dẫn đến kết luận rằng nếu như chúng ta lấy con y mà nó âm, lấy con y mà âm thì cái phương trình này đây là g thì nó không có nghiệm, không có nghiệm thực, không có nghiệm thì nó không phải là toán đánh. Phương trình gx bằng y tức là x bình bằng trừ 1 không có nghiệm thực, như vậy g sẽ không là toán đánh. Tương tự như vậy trường hợp này nó đảo ngược lại, kết luận không là toán đánh trước, giải thích lý do sau. Gx bằng x bình phương thì nó luôn lớn hơn hoặc bằng không thì là lấy đâu mà nó bằng âm 1 được, đúng không? À, như vậy chi tiết chúng ta lưu ý. Thế khi mà chúng ta lập bảng biến thiên của cái thằng y bằng gx bình phương bằng g của x bằng x bình ý, thì cái bảng biến thiên cho thấy là cái tập giá trị của nó chạy từ không đến dương vô cực. Hãy chờ một xíu này nó sẽ cho chúng ta xem cái bảng biến thiên của gx bằng x bình phương. Chúng ta thấy được là nó sẽ giảm từ dương vô cực xuống không, xong rồi từ không đi đến dương vô cực. À, thế như vậy là nó chỉ chạy từ không đến dương vô cực thôi thì lấy đâu ra cái phần còn lại, đúng không? À, như vậy là nó sẽ không xác định, à, nó sẽ không phải là toán đánh này. Gx bằng cái bình phương bằng cái thiên này, chờ xíu xíu. Chúng ta nhìn bảng biến thiên của nó chúng ta sẽ để ý là tất nhiên cái này nó sẽ giúp chúng ta làm nó rất là nhanh. Đó. Nhìn kết quả rất là nhanh, nhìn nó phát biết ngay nó có là toán đánh hay không. Nếu như chúng ta có thể dễ dàng lập bảng biến thiên của nó chúng ta sẽ kết luận dễ ngon cực kỳ luôn, nhưng mà không trình bày vào lời giải đâu nhé. Thế là chỉ là để nhận dạng nhanh, đặc biệt nó phát huy tác dụng cho trường hợp là hàm đặc biệt phát huy tác dụng cho trường hợp nó hỏi câu hỏi trắc nghiệm. Nó ở trong cái hàm sau có bao nhiêu hàm. Đây. Cái bảng biến thiên của cái hàm
bảng biến thiên của hàm y bằng gx, gx bằng x bình phương đúng không? Đấy, gx bằng x bình phương có phải là đạo hàm của nó bằng 2x đúng không? Đấy, phải cùng trái khác đúng chưa? Thế thì từ âm vô cực đến không là hàm nghịch biến giảm đi xuống, đi từ dương vô cực đến không, xong rồi từ không dương vô cực thì y phải là nó dương, g phải dương, như vậy là độc biến. Thế như vậy là nó giảm từ âm, nhìn cái dòng số 3 nó giảm từ dương vô cực xuống không, xong nó đi từ không đến dương vô cực, thì có nghĩa là cái giá trị âm nó không hề nhận được, cái tổng giá trị của nó chỉ là từ từ không đến dương vô cực thôi. Đấy, có thể nhìn ở đây là chúng ta có thể thấy là cái tổng giá trị của nó của hàm này, tức thực ra là bài này là hàm số nhưng bởi vì hàm trên xét tần số của hàm này là cái từ dương vô cực không đến dương vô cực, không đến dương vô cực, nó không phải là tập quan, nó không phải là tập, nó hoàn toàn khác tập R, thực sự nó không thể là bằng tất cả R đây được, vì thế chắc chắn là nó không thể là toàn ánh. Toàn ánh thì nó phải chạy khắp R, bởi vì cái tập ở bên phải của nó là cả R đúng không? Nếu chúng ta chỉ cần lấy cái con y mà nằm ngoài cái tập giá trị của nó là chúng ta sẽ, ta chỉ cần lấy y nằm ngoài cái tập giá trị này không bao giờ tìm được x. Đấy. Nhưng nó đã chạy từ không dương vô cực được chưa nào? Cái mình chỉ cần lấy nó rơi ngoài tức là nhỏ hơn không, không bao giờ tìm được x. Đấy là thủ thuật, thủ thuật để chúng ta nhận dạng nhanh. À, hồi trước là học à, thi tự luận thì nó khác, bây giờ thi trắc nghiệm thì chúng ta sẽ phải chuẩn bị kịch bản, chúng ta có thể nhìn nhanh. Người ta hỏi là trong cái hàm này có bao nhiêu là hàm làm đơn ánh, cứ tưởng dễ. Đấy là đối với những cái bạn nào mà không được cái kỹ thuật sử dụng thêm bảng biến thiên thì đúng là cứ tưởng là dễ thì cuối cùng quá khó, còn chúng ta học được bảng biến thiên rồi chúng ta lại cứ tưởng khó cuối cùng lại quá dễ. Đấy, tổng giá trị của nó là từ không dương vô cực, nó không bằng cái tập bên phải, chắc chắn nó không là toàn ánh, chúng ta chỉ cần lấy cái y nhỏ hơn không cái là không tìm x đúng không? Rồi thì bây giờ để chứng minh f hàm f đi từ x đến y là một toàn ánh, chúng ta cần chứng minh những mọi y thuộc quả y thì tồn tại x thuộc x sao cho x bằng y, tức là phương trình f bằng y là có nghĩa. Rồi, tức là chứng minh những mệnh đề này đúng, có nghĩa rằng là cái phương trình f bằng y luôn luôn có nghĩa. Nên để chứng minh nó không là toàn ánh thì chúng ta chứng minh nó ngược lại phủ định của cái màu vàng, và tồn tại y thuộc quả y, mọi x thuộc x, fx khác y, trên là bằng dưới là khác. Để song ánh thì quá trình này được diễn ra tương tự, nó vừa là đơn ánh vừa là toàn ánh, nhà chứng minh ở trên thì nó là song ánh. Rồi chúng ta cũng đã được học phép cộng phép nhân với hàm với một số ví dụ rồi, hợp thành của các hàm thì trong cái môn trong đại số sơ cấp chúng ta có khái niệm về hàm hợp, học từ hồi lớp 11. Trong mục này là khái quát cái khái niệm hàm hợp cho trường hợp tổng quát. Nó không có tính chất kết hợp, là không có tính chất giao hoán nhưng lại có tính chất kết hợp. Rồi hàm ngược. Đấy là trong buổi trước chúng ta học đó, sẽ nhắc qua một chút. Hàm ngược thì cái cách thủ thuật tìm của nó rất đơn giản, chúng ta phải xác định được nó có là song ánh hay không đã. Nó là song ánh rồi thì nó sẽ là vừa nãy là cho y tính theo x, bây giờ chúng ta sẽ lừa lừa tính x theo y. Đấy, thì chúng ta sẽ ra kết quả hàm ngược thôi, dễ thôi. Đấy là toàn bộ lý thuyết trong ngày buổi trước, ngày hôm qua. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục làm số bài tập, trong đó chúng ta sẽ làm bài số 74 trước. Riêng bài 74 thì cách làm nó hơi đặc biệt một chút, trong trường hợp cái tập hợp x và tập hợp y nó ít phần tử thì chúng ta sẽ sử dụng phương pháp làm nhanh, đó là chúng ta vẽ cái sơ đồ ra xong chúng ta sẽ có thể trả lời được nhanh. Bây giờ nhìn, chúng ta nhìn nhé, riêng bài này nó ít phần tử, rất ít phần tử, cho nên chúng ta sẽ dùng thủ thuật sau đây để chúng ta tính ngon lành, đó là chúng ta vẽ bảng.
Cái bài 74 thì hay lắm, bài 74 có thể chuyển thành câu hỏi trắc nghiệm nhanh. Chúng ta sẽ vẽ cái tập hợp ở bên trái là tập hợp A gồm các phần tử x 1 2 3 4. Và cái tập ở bên phải là tập hợp y cũng bằng 1 2 3 4. Rồi, bây giờ chúng ta nhìn nhé. Thứ nhất, F1 bằng 2, tức là 1 nối với 2. F2 bằng 1. Rồi, F3 bằng 3. F4 bằng 4. Như vậy chúng ta thấy tất cả các mũi tên này không có mũi tên nào trụ vào mục đích đúng không? Không có mũi tên nào trụ vào mục đích. Không có hai mũi tên nào trụ vào mục đích. Điều đó suy ra là F chắc chắn là đơn ánh, bởi vì x1 khác x2 đều dẫn tới y1 khác y2. Đấy là nhận dạng rất là nhanh, chắc chắn con này là đơn ánh. Thứ hai là chúng ta nhìn ở bên phải, nhìn ở bên phải 1 2 3 4 ở bên phải đều có mũi tên đi đến các phần tử y thuộc vào bên phải. Tất cả các phần tử 1, 2, 3, 4 ở bên phải đều có mũi tên đi đến. Đi tới. Điều đó chứng tỏ rằng em chắc chắn là toàn ánh. Toàn ánh bởi vì tất cả đều tồn tại phần tử x để cho fx bằng y mà. Đấy. Như vậy là cái câu A chúng ta có thể dẫn tới được kết luận rằng là cái con A này nó là đơn ánh và nó là toàn ánh, như vậy nó sẽ là song ánh. Rất đơn giản. Đấy, trên đây thì đó là mẫu một câu nhá. Nhớ ghi nó vào nhận xét cho nhanh. Những cái trường hợp này nhìn cái này nhanh. Nó ít phần tử nên chúng ta dùng sơ đồ để chúng ta giải. Cái sơ đồ thứ nhất, cái câu thứ nhất là không có hai mũi tên là cùng trụ vào mục đích, có nghĩa là x1 khác x2 thì y1 khác x2. X1 khác x2 thì y1 khác y2, do đó nó là đơn ánh. Còn cái câu thứ hai là với mọi y thuộc bên phải đều có mũi tên đi đến, tức là với mọi y thuộc vào y đều có fx bằng y, đều có x thuộc vào x sao cho fx bằng y. Như vậy chúng ta có thể nhận dạng ngay là con f này nó là toàn ánh. Đấy, rồi xong nha. Bây giờ câu B tiếp tục. Nhìn xem câu B nào. Sạch lớp từ đầu. Đấy, chúng ta suy nghĩ câu B, câu C và câu D có thể làm đi để đang ghi đi danh sách, danh sách để đúng. Làm tiếp hay tiếp theo không?
lạ nhỉ, danh sách sáng chiều qua vẫn điện văn. Trước mặt cứ đi tìm. Khi mà nó có ít phần tử ấy, thì làm theo kiểu trắc nghiệm như thế nó nói rất là nhanh. Thế còn chúng ta trình bày vào trong bài thì chúng ta lại trình bày là thế này, để bài nói như này nhé. Có nghĩa là chúng ta lại là nói là với mọi x1, x2 thuộc vào tập hợp x 1, 2, 3, 4. Rõ ràng là x1 khác x2 thì chúng ta đều suy ra fx1 khác fx2. Nói mồm mà trực quan là như này, nhưng mà trực quan là nói như này, nhưng mà trình bày vào bài thì lại như thế này. Thế thì đấy, suy ra này, cho nên suy ra nó là đơn ánh nhá, chắc giữa nói mới làm là nó khác nhau đúng không? Trực quan là không có mũi tên nào, hai mũi tên nào trúng vào cùng mục đích, em là đơn ánh, đấy là nhận dạng. Nhưng mà trình bày vào bài thì là với mọi x1 x2 thuộc vào tập hợp x, x1 x2 thuộc vào tập hợp x 1, 2 và 4, x1 khác x2 đều suy ra f(x1) bằng khác f(x2), suy ra nó là đơn ánh. Đấy, trình bày nó như thế. Chúng ta tiếp tục săn câu B và câu C và câu D. Rất dễ đúng không? Thì như vậy là giữa cái mà chúng ta nhận dạng giữa với cái thực tế thì chúng ta sẽ trình bày nó khác nhau một chút. Đấy, với cái câu thứ nhất, không có hai mũi tên nào cùng trúng vào mục đích. Do đó cái con F này là đơn ánh. Đấy, nhưng mà viết ở trong bài thì lại không viết như thế. Viết này thì lại phải viết là thế này. Đây là cái đặc điểm nhận dạng. Nhưng mà trình bày vào thì lại khác, trình bày vào bài thì nó lại khác. Trình bày vào thì lại nói là với mọi x1 x2 thuộc vào tập hợp x 1, 2, 3, 4 và x1 khác x2 đều có fx1 khác f2. Do đó nó là đơn ánh. Nó ở đây tức là cái hàm F. Đấy là câu thứ nhất. Đấy, câu thứ hai tương tự dùng thủ thuật. Quên, còn cách thứ hai là cái kia đấy nhỉ. Cái toàn ánh nhỉ. Toàn ánh thì là thế nào? Toàn ánh thì là ở bên phải ấy, tất cả các phần tử ở bên phải ở cái bên phải tức là bên tập hợp Y ấy, đều có mũi tên đi đến. Do đó F chắc chắn là toàn ánh. Đấy, đây là nói mình nhận dạng với nhau thôi. Thế nhưng mà viết vào bài thì mình không viết như thế được. Mình viết vào bài thì mình sẽ phải viết là gì ạ? Mình viết vào bài thì mình lại viết là gì? Viết vào bài à, viết là ta thấy ta có với mọi y thuộc vào bên phải là cái tập hợp y ấy. Nhưng mà y ở đây nó cũng bằng 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4 đều tồn tại. X thuộc vào tập hợp x, tất nhiên cái x này cũng là 1, 2, 4. Không tin em chọn ra cái nào cũng được. X thuộc 1, 2, 4 sao cho fx bằng y.
suy ra F là toàn hành. Được chưa? Đấy là câu thứ nhất. Em câu sau là trình bày tương tự. Câu sau được trình bày tương tự. Nào, cái câu sau nhá. Câu B ấy, mình vẽ sơ đồ nó ra xong rồi mình nhận xét. À, xin mời bạn Nguyễn Hiền Phương. Câu B đấy. Em thấy cô B không phải đơn ảnh, không phải toàn ảnh ạ. Sao biết, sao biết? Không phải đơn ảnh vì là Đơn ánh. có hai không không phải đơn ảnh vì là Không phải có là hai bức không không phải là tên ảnh mà là là ánh. chung. Dạ. Không phải đơn ảnh mà là đơn ánh. Và đơn ảnh. Ừ, chứ không phải em vừa bảo là ảnh. Và bởi vì là Vì có sao? hai mũi tên vào chung một đích ạ, còn Cùng không phải chỗ có những người chỗ nào là của hai mũi tên vào cùng một đích. thì chiếu lại bài. Chỗ nào mà chiếu vào cùng một bài? Đâu? Đâu? Vì sao không phải là đơn ảnh? Vì cái x bằng 1 và x bằng 4 đều đi đến y bằng 3. X bằng 1, y bằng 3 cái gì nhỉ? À, tức là lúc đấy là mình nhận dạng thôi, hiểu chưa? Nhận dạng thôi, còn đến lúc trình bày mình phải nói là tồn tại x1 bằng 1, x2 bằng 4, x1 khác x2, nhưng mà f(x1) lại bằng f(x2). Suy ra nó không là đơn Vâng. ánh. Đúng chưa? Vâng. Ừ, nó tiếp tục. Không là toàn ánh Không hay sao? phải. Cái gì Không không phải phải. nói rõ chủ ngữ, cái gì không phải? Hàm không phải toàn ảnh vì Lại đơn toàn ánh ảnh. hoặc là các Từ phần tử. từ người yêu em tên là ảnh nhá. Không ạ. Thế sao cứ gọi là toàn ảnh? Toàn ánh ạ. À, Bởi câu vì câu B nhé, câu B nhé, hà cái hàm F này không phải là toàn ánh, vì sao? em thấy không phải toàn ánh bởi vì là có một phần tử y không nhận được mũi tên ạ. Ừ, cụ thể. Đấy là y bằng 2 ạ. Đấy, y bằng 2 là mọi x thuộc vào tập hợp x thì f(x) đều khác 2 cả, đúng không? Vâng. Rồi, đấy, tức là đặc điểm nhận dạng là không có mũi tên nào đi đi phần tử y bằng 2 cả. Nhưng mà trình bày vào bài thì lại viết khác đi một tí, như thế này. Như vậy trong bài này cái câu thứ hai không là đơn ánh, không là toàn ánh thì đúng rồi. Đấy, nhưng mà trình bày vào bài thì chúng ta lại diễn đạt nó khác một chút. Đấy, cái thứ hai. Đấy, thứ hai. Đầu tiên là em nói không là đơn ánh nhỉ. Nó không là đơn ánh vì sao? Không là đơn ánh bởi vì có hai mũi tên. Nếu mà nói về nhận dạng, có hai mũi tên đi cùng vào một đích. Cùng trụ vào một đích, nó nói chắc chắn con F này không là đơn ánh. Nhưng mà chính mình thì trình bày thì nó lại khác. À, trình bày là gì? Tồn tại x1 bằng mấy nào? Lại bằng 1 đúng không? Và x2 bằng 4 đúng không nào? Rõ ràng là x1 khác x2. X1 khác x2. Ô chết, chết, chết. Trên nói ngược. Ô trên nói ngược. Fx1 bằng fx2 thì suy ra x1 bằng x2. À, cũng tương tự như thế đúng không? Đúng không? Đúng không? Đừng đánh nói thế. Đây. X1 khác x2 nhưng f(x1) lại bằng f(x2). Trong bài này nó đều bằng nhau. F1 bằng F4. F1 bằng F4, nhìn lại đây nhé.
F1 bằng E4. F1 bằng E4 và đều bằng 3 đây này. Đấy. F1 bằng F4 đều bằng 3. Do đó nó không là đơn đánh. Toàn đánh thì lại tương tự. Không phải là tất cả các phần tử đều có mũi tên đi đến, mà là có một phần tử mà không có mũi tên đi đến. Có một phần tử ở bên phải không có mũi tên đi đến. Do đó chắc chắn con F này không là toàn đánh. Nhưng mà trình bày vào thì lại nói khác, trình bày vào nói là tồn tại y bằng 2 đúng không? Tồn tại y bằng 2. Tồn tại y bằng 2. Rõ ràng thuộc vào tập hợp y này. Nhưng mà với mọi x thuộc vào x. Mx đều khác y hết. Chả có con nào mà bằng bằng được 2. Một con thì bằng 3, con bằng 1, con bằng 4. Không bằng. Như vậy em phải không là toàn đánh. Đấy là xong ý thứ B. Rất đơn giản. Tương tự như vậy các em làm cho thầy ý C và ý D nhé. Tự làm nhé. Em không làm tiếp nữa đâu. À, có tính chất kinh điển mà chúng ta đã áp dụng được làm xong ý 1, ý 3 và ý B. Ý C và ý D các em tự làm. Được chưa? Nó tương tự thôi. Như vậy bài nhận dạng đơn đánh toàn đánh dưới dạng là nó ít phần tử, chúng ta có thể làm hình trực quan để chúng ta kết luận. Ví dụ người ta hỏi là trong các hàm sau đây có bao nhiêu hàm là hàm đơn đánh, thế thì mình phải biết con nào đơn đánh, con nào không là đơn đánh, ta sẽ nhận xét được. Bây giờ bài tiếp theo là bài 75. Tiếp theo là bài 75. Xác định xem mỗi hàm đi từ Z đến Z sau đây có là đơn đấy hay toàn đánh hay không. Xin mời. Bây giờ thì chúng ta không thể vẽ sơ đồ được nữa, bởi vì tập hợp các xung nguyên là tập hợp vô hạn phần tử, nó vẽ đến sáng mai. Xin mời 41706. Câu thứ nhất có là đơn đánh toàn đánh hay không? Dạ, thưa thầy, câu thứ nhất, FN không có tính đơn đánh á. Bởi vì khi ta chọn x1 bằng 1 thì f của 1 bằng 0, x2 bằng 2 thì f của 2 sẽ bằng 1. X1 cách x2 dẫn đến fx1 các f2 nên là không có tính đơn đánh á. Bạn không học thuộc định nghĩa nào. Bao giờ có x1 khác x2 mà f1 bằng f2 thì nó không là đơn đánh. Dạ. Tồn tại một cái cặp x1 khác x2 mà f1 bằng f2 thì mới suy ra nó không là đúng đấy. Dạ thưa thầy là tồn Tại tại x1 khác x2 x2 dẫn dẫn đến đến f1 f(x1) khác khác f(x2) f2 thì thì hàm hàm đấy đấy có có tính tính đơn đơn đánh đánh. á. Đơn đánh thì lại với mọi. Không học thuộc định nghĩa rồi. Giờ định nghĩa là đọc lại đi. Đấy, đầu giờ thì nó nhắc lại lý thuyết, thì nó nhắc lại một cái đoạn để làm cái bài này. Vừa lấy thì nó nhắc em có nghe không? Hả? Dạ em có ạ. Có nghe bây giờ áp dụng thế à? Bây giờ em thay chữ N bằng chữ X thì em thấy nó giống như hàm bậc mấy? Hàm bậc nhất ạ. Hàm bậc nhất thì hồi bé mà học hàm bậc nhất nó đồng biến nghịch biến như nào? Hả? Nó Đồng đồng biến biến trên trên R, R ạ. Nghịch nghịch biến biến cũng cũng trên như R. R.
Thế trong bài này thì nó đồng biến hay nghịch biến? Nó Nó đồng đồng biến biến á. ạ. Thì đồng biến thì nó có là đơn ánh hay không? Hàm Làm đồng đồng biến biến thì thì có có là là đơn đơn ánh ánh. ạ. Thế sao vậy bảo không? Hả? Em Em nhầm. nhầm. Trong câu 1, trong câu A nó là đơn ánh đàng hoàng, dám bảo nó không là đơn ánh. Định nghĩa đơn ánh thì là với mọi x1. Theo định nghĩa này nó có hai cách, một là x1 khác x2 thì dẫn tới fx1 phải khác f2, hay là ngược lại là fx1 bằng f2 thì phải dẫn tới x1 bằng x2. Thì bây giờ chúng ta với cái câu A chúng ta trình bày con này nó chắc chắn là đơn ánh, bởi vì đặc điểm nhận dạng của nó giống như hàm bậc nhất, mà hàm bậc nhất thì chúng ta biết rồi, chắc chắn nó là đơn ánh. Chứng minh như nào thôi? Nào thì chứng minh. Chết giờ bây giờ phải ngắt đi cho nó sang tuần 5, ngắt bớt cái phần trên mỗi một lần chạy dài răng rắc. Rồi sẽ là bài đấy là bắt đầu từ bài bao nhiêu nhỉ? Sang cái tuần 5 của chúng ta là bắt đầu từ bài 74 đúng không? Hết phần trên thì chúng ta nhanh. Chờ lấy tí để cho xóa đi. Ô. Bài 74 tức là phải bắt đầu từ bài 73. Đi xóa nhầm. Chờ xíu xíu để xóa này cho nó nhanh, cứ phải chạy từ đầu. Chuyên đề số 5, 1.5. Chờ xíu xíu. Ấy. Bây giờ cái câu thứ hai nhá, thì là về đặc điểm nhận dạng mà nói thì thầy nói rồi, tức là fx fn bằng n trừ 1. Các em chỉ có cái thói quen là các em viết chữ x thì các em mới nhìn thấy, vì thế thầy mới thay chữ x thành chữ, thay chữ n thành số 1 thành chữ x đúng không? Như vậy fx bằng x trừ 1, đây là hàm bậc nhất. Hàm bậc nhất thì rõ ràng là nó đồng biến, mà nó đồng biến nó phải đơn ánh, không những đơn ánh ở trong bài nó còn là toàn ánh nữa đấy. Thế thì như vậy em mới cứ nhìn xong những chứng minh đơn ánh thì nó như nào, mà chứng minh không phải là đơn ánh thế nào, không chịu nhớ thì cả. Rồi như vậy về mặt trực quan mà nói thì khi chúng ta đổi chữ x thành chữ n thành chữ x, chúng ta thấy nó giống hàm bậc nhất và quả nhiên nó sẽ là đơn ánh và nó sẽ là nốt toàn ánh. Thì bây giờ trình bày thì như thế nào?
thì đi giống như bài vừa nãy ấy, tức là chúng ta cho fx bằng fy ấy, à, f f à, fx1 bằng fx2 đấy, thì ra là bây giờ nháp trước nha. Nháp trước này, nháp là cứ cho hai f nó bằng nhau cho nó dễ hiểu nhá. Ta cho ta xét cái f, tất nhiên là trong bài ta ký hiệu là fn1 bằng fn2 chứ không là x nữa nhá, vì đây nó là n, fn1 bằng fn2. Fn1 bằng fn2 thì dẫn tới cái gì ở thuyết trình? Dẫn thầy FN1 bằng FN2 dẫn đến N1 bằng N2 ạ. Nhưng mà phải viết cái gì trước, làm gì mà nhanh thế? FN1 bằng cái gì? FN1 bằng N1 trừ 1. Đúng rồi, thế FN2 bằng cái gì? Bằng N2 trừ 2, N2 trừ 1. Rồi, thế em giả nước đi thì em được cái gì? Suy ra N1 bằng N2 ạ. Đúng vậy, đúng vậy. Thế thì kết luận thế nào đây? Kết luận hàm F là toàn ảnh A là Là lương toàn ảnh ảnh ạ. ừ. N1 bằng N2 đúng không? Xuất phát từ FN1 bằng FN2, kết thúc là N1 bằng N2. Do đó F phải là đơn ánh. Đúng rồi. Ô, quên. Đấy. Quên. Đấy. Thế nhưng mà trình bày thì chúng ta sẽ thay đổi một chút. Sẽ trình bày chúng ta sẽ thay đổi một chút là thế nào? Trình bày thì nó hơi khác một tí về từ là gì đấy? Là với mọi x1 là n1 n2 thuộc vào z mà fn1 bằng fn2 chúng ta đều suy ra đấy, chấm 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 chấm, sau đó kết luận được nó là đơn ánh thế thôi. Tức là n1 trừ 1 bằng n2 trừ 1, suy ra n1 bằng n2 chấm, do đó f là đơn ánh. Nói đùa, những cái bài dạng này mà dạy kể sinh viên khoa toán tin mà không cẩn thận còn không biết cách giải đấy, cho nên là thầy mà con mắng một tí thì phải cố gắng, chứ không mắng là nghe cảm thấy tủi thân là ôm gối mà khóc. Nếu ôm gối mà khóc thì lên trên Facebook mà đưa một cái dòng status rằng là thầy em hận thầy, thầy cho phép để một trong vòng 1 tiếng sau đó phải xóa đi cho nó đỡ tức. Đấy là cái thứ nhất nhé, được chưa nào? Rồi, đơn ánh xong rồi, thế theo em nó có là toán ánh không? Đâu rồi, Dạ, em đây ạ. nếu nó là toán ánh không? Nó có ạ. Toán ánh thì trình bày thế nào bây giờ? Nháp trước nhé, nó sẽ diễn đạt chúng ta nháp trước. Nó là toán ánh, nó là hàm bậc nhất nhất. Bắt đầu cũng lại nháp tiếp này, là chúng ta xét cái phương trình fx bằng y rồi nhá, nhưng mà trong này không phải fx bằng y mà fn bằng m. N hiểu nôm na nó viết như là kiểu số tự nhiên này, nó hay ký hiệu là chữ n ấy. FN bằng m, nào xét cái phương trình này nhá, thì nó tương đương cái gì nào? Nó tương đương với n trừ Trừ 1 1 bằng bằng m m, ạ. đúng rồi, đấy là đang tính m theo n đúng không? Bây giờ em phải rút n theo m cho thầy. Suy ra n bằng m cộng 1 ạ. Giỏi lắm. Thế bắt đầu mới kết luận là bây giờ mới trình bày thật. Mới lại trình bày thật. Trình bày. Chốc là chờ một lúc nữa thì nó cho nó hiện ra, chúng ta sẽ thấy nó đẹp đẽ như thế nào. Trình bày thì là cái gì? Với mọi m thuộc vào tập hợp Z đều tồn tại n bằng cái gì nhỉ? Em vừa bảo bằng gì nhỉ? Bằng m cộng 1 đúng không? Cộng Vâng. 1 sao cho fn, f của n theo đúng công thức thì lúc này nó sẽ là f. Vì mình lấy lần n bằng m cộng 1 mà. M cộng 1. M cộng 1 theo công thức của nó là cái số đấy trừ đi Bằng 1. Tương M tự. cộng 1 trừ 1 ạ. Đúng rồi, m cộng 1 trừ đi 1 thế nó bằng cái gì? Bằng M ạ. Thế suy ra nó là cái gì? Suy ra nó là toàn ánh. Nó là cái gì? Nó là ai? Suy ra hàm F là toàn ánh ạ. Đúng rồi, xong rồi, cảm ơn. Thế thầy giáo nói thế có tức không? Không. Tưởng tức thì vào Facebook mà đưa ra một cái dòng đấy, còn nếu không tức thì thôi. Rồi, như vậy là xong. Đơn giản cực kỳ luôn. Khôn khéo là trình bày rất là nhanh, rất dễ hiểu. Giữa cái ngôn ngữ nói, ngôn ngữ viết nó khác nhau một chút.
Thế tại sao thầy giáo phải trình bày vào đây? Mà thầy giáo trình bày thế để các em biết trong trường hợp nếu nó hỏi trắc nghiệm thì em làm khửng nhanh khủng khiếp luôn. Trắc nghiệm thì chúng ta không cần phải diễn đạt mà, ta chỉ nhận xét nhanh. Nhưng mà đối phương chưa kịp viết nháp làm bài thì mình đã làm xong rồi. Đấy, nháp này N1 F N1 bằng N2 tương đương N1 trừ 1 bằng N2 trừ 1 thì thực ra là tương đương. Đấy, nhưng mà trình bày vào thế này với mọi N1 N2 thuộc vào Z mà F1 bằng F2 tức là cái con gà suy ra N1 bằng N2, do đó F là đơn ánh. Tiếp tục toàn ánh nhé, FN bằng M tương đương với N trừ 1 bằng M tương đương với N bằng M trừ 1, tức là với mọi M thuộc vào Z đều tồn tại N. Ô quên, phải ghi thêm cái này là thuộc vào Z. Sao cho FN chấm chấm bằng M, vậy nó là toàn ánh, thế là xong, đơn giản. Như vậy ý thứ nhất chứng minh được nó là toàn ánh, đơn ánh mà là toàn ánh, vậy nó là xong ánh đấy, thế là xong. Rồi ý thứ hai, xin mời bạn Tạ Thị Bích Ngọc. Dạ. Ý thứ hai nhé, FN bằng N bình cộng với 3. Theo em nó có là đơn ánh toàn ánh hay không? Em như vậy, nó không không là là đơn đơn ánh ánh á. á. Tao biết. Tại vì là tồn tại cái In1 in1 khác khác x2, x2 nhưng nhưng mà mà f1 F1 lại lại bằng bằng f2. F2. Cụ thể em nói tồn tại em nói cụ thể. Là thầy là thay cái n N ấy là là bằng 1 thì thì fn1 thì là FN bằng 4, 4 nếu nếu mà mà thay thay nó nó bằng bằng âm 1 1 thì thì nó nó vẫn vẫn là là 1 1 thì thì n n vẫn vẫn bằng bằng 4 4 ạ. Thì là x1 f1 bằng bằng f2. F2 x1 khác x2 nhưng mà f(x1) lại bằng f(x2) đúng không? Vâng. Rồi thế thì sao? Thì nó Không không là là đơn đơn ánh ánh ạ. ạ. À đúng Đúng rồi, rồi, không không là là đơn đơn ánh ánh ạ. ạ. Đúng rồi, giỏi quá, chính xác luôn. Thế là em chỉ ra cái sự tồn tại N1 bằng 1 và N2 thì bằng âm 1. Rõ ràng N1 khác N2 nhưng mà N1 lại bằng N2. Như vậy nó không là đơn ánh. Đúng rồi, giỏi lắm. Tiếp. Cái Cái kia kia là là nó nó là là toàn toàn ánh ánh ạ. ạ. Chứng minh. Chứng minh là Có có FN FN bằng bằng với với M. M, Sau xong đó đó suy suy ra ra là là N N bình bình cộng cộng 3 3 bằng bằng với với M M ạ. ạ. Lại đi. Rút Rút N N bình bình bằng bằng M M trừ trừ 3. 3. Ra Ra N N bằng bằng Y Y trừ trừ 3 3 tất tất cả cả bình. bình. À đâu, Căn căn của của Y Y trừ trừ 3. 3. Em biết căn của Y trừ 3 nó xác định khi nào? Xác Xác định định khi khi Y y lớn lớn hơn hơn 3. 3. Thế bây giờ thầy lấy y nhỏ hơn trừ 3 là sao? Thì Thì nó nó không không xác xác định. định. Thế em phát hiện ra mình làm sao chưa? Dạ vâng. Và biết gì? Em đã phát hiện ra làm sao chưa? Thiếu Thiếu vậy ạ, tôi tự xác xác định định. ạ. Không, không phải. Cái quan trọng em chưa nói. Thế em đã phát hiện ra mình làm sao chưa? Mình đã sai. Chứ không phải là thiếu. Vâng. Tại vì em thấy là em phải chuyển vế sang đúng không? Có phải là n bình bằng m trừ 3 đúng không? Vâng. Thì bây giờ thầy lấy m trừ 3 mà âm một phát là lấy đâu ra? Vẫn không hiểu ạ. Vâng. Còn một cái mẹo nữa là chúng ta có thể lấy cái con y mà nó bằng 5 chẳng hạn, đố tìm được n đó. Lấy y bằng 5. Nào, đố tìm n để cho fn bằng 5 đấy. Tỷ lệ tìm đấy, Không biết ạ. nó sao không biết? Bây giờ cho n bình cộng với 3 bằng 5, đố giải được n đấy. Tìm đi, chưa gì Có đấy hả? Có không ạ? sao lại không nhỉ? Thầy chưa nhìn thấy không, giải thích cho các bạn nghe xem tại sao nó không được Có. hả? Lại có, giờ lại có à? Sao con gái trừu tượng đấy nhỉ, lúc thì bảo có lúc là không đấy.
Thế bây giờ chúng ta cho n bình cộng với 3 bằng 5 rồi. À vừa lại thầy bảo mới nhỉ? Ừ bằng 5. Mình chuyển vế sang mình giải nước đi, kết quả n bình bằng 2 đúng không? Vâng. Thế n bình bằng 2 thì kết quả n bao nhiêu? Được mình. Cộng trừ căn 2. Căn 2. Cộng trừ căn Vâng, cộng 2 trừ nhưng mà chân. nó có là số nguyên không? Không ạ. Ở đấy, thế thế mà giáo kêu nó toàn ánh à? Đấy, thế là mới căng thì chết giả. Cái này nó không là toàn ánh đấy nha. Không là đứa đánh mà cũng chẳng là toàn ánh. Thế mới đều như thế. Chết giả. Đấy, có hai cách. Một là chúng ta biết rằng n bình phương ấy, thì nó luôn cái này diễn đàn n bình nó lớn bằng không thì cộng với 3 lớn bằng 3. Bây giờ mình chỉ cần lấy nhỏ hơn 3 một cái là sẽ không tìm n. Hoặc là cái này nó là số nguyên mà, cho nên mình chỉ cần lừa lừa lấy nó không phải là số nguyên, xong không có số nào bình phương bằng nó là được. Ừ. Ví dụ ta lấy bằng 5 chẳng hạn, n bình cộng với 3 bằng 5 thì làm sao mà có người n được, để cho n bình cộng với 3 bằng 5 được, đúng chưa nào? Thế Vâng. bây giờ diễn đạt thế nào? Xin chào bạn. Ừ, tức là trình bày đấy. Em đầu hàng. Trình bày thì chỉ có thế thôi. Thứ nhất nó không là đơn ánh, em chỉ ra sự tồn tại nhá. Bây giờ mình nháp này, mình sẽ nháp giống như ở trên, tức là mình sẽ cho nháp giống ở trên là mình cho fx1 fn bằng fm đấy. Ồ. Đây thì dẫn tới được là n1 bình cộng với 3 nhỉ, bằng n2 bình cộng với 3. Nhưng mà mình giả nước đi thì kết quả là n1 bình bằng n2 bình. Nhưng mà hai cái bình phương với nhau thì nó có thể bằng nhau hoặc là đối nhau, đúng không? N1 có thể bằng n2 mà n1 có thể bằng cộng trừ n2, cho nên là chính vì cái dấu cộng trừ như thế cho nên mình mới bảo là à, như vậy là không được có dấu trừ nữa. Chính vì cái dấu cộng trừ này cho nên mình mới thấy được là nó không phải là toàn ánh à, là đơn ánh chứ. Bây giờ chúng ta sẽ chỉ ra như sau: tồn tại. Ngược lại của chứng minh này phải là chỉ ra sự tồn tại. Tồn tại N1. N1 là bằng, em lấy 1 cũng được. N2 bằng âm 1. Rõ thằng thuộc vào tập hợp số nguyên mà N1 khác N2. N1 khác N2 nhưng mà FN1 lại bằng FN2. Bởi vì sao nó bằng nhau? Bởi vì nó bằng 4. Do đó đáp không là đơn ánh, thế thôi, xong. Xong cái ý thứ nhất. Đấy. Thế còn ý thứ hai là chứng minh nó toàn ánh thì chúng ta thấy được là cái FN bằng M, tức là M là N bình cộng với 2. Cộng 2 cộng 3 nhỉ? Để bài cho cộng 3. Cộng cộng 3, cộng 3 bằng M. Thế mình duyệt, mình chuyển vế sang thì là M. N bình sẽ bằng M trừ 3. Thế mình chỉ cần lấy con m mà nhỏ hơn 3 một cái là nó thấy vô lý rồi, hoặc là lấy không phải là số nguyên là thấy là vô lý rồi. Do đó chúng ta có hai cách trình bày tiếp theo như sau. Cách một đấy là chúng ta lấy cái phần tử y ở đây là bằng phần tử m đấy, tồn tại phần tử m đọc lấy nó bằng không thì thấy là vô lý, thì trừ lấy đâu xa m bằng không. M bằng 0 thì rõ ràng là không bao giờ cái FN nó bằng được. Thì là với mọi N thuộc vào Z, N thuộc vào Z thì N bình FN bằng N bình cộng với 3 thì nó luôn lớn hơn hoặc bằng 3 cơ mà. Thì lấy đâu ra nó bằng âm 1 được, à, lấy đâu ra bằng 0 được, đúng không? N bình cộng với 3 thì luôn lớn nó bằng 3. Lớn hơn nó bằng 3. Thế thì do đó FN làm sao mà nó bằng được? Bằng con 0 hay được, đúng chưa? Đấy, suy ra F0 là toàn ánh. Không là toàn ánh. À, trong trường hợp cách thứ hai tương tự. Cách thứ hai là chúng ta chỉ ra, chúng ta có thể chỉ ra cái con M bằng bằng 5 nhỉ, lấy bằng 5 rồi.
bằng 5 bằng 6 được. Cách thứ hai là chúng ta chỉ ra m bằng 6 chẳng hạn, à bằng 5 chẳng hạn. Con này làm sao mà bằng 5 được? Mình lấy n cộng với 3 bằng 5 thì suy ra n bình nó phải bằng 2. Không thể bằng 5 được. Vì giả sử ngược lại là fn bằng 5 ấy, thì chúng ta dẫn tới kết quả là n bình cộng với 3 bằng 5, tức là n bình bằng 2, tức là n bằng cộng trừ căn 2. Nhưng mà rất tiếc cộng trừ căn 2 thì nó lại không thuộc vào z. Không thuộc vào z. Điều đó có nghĩa rằng là cái fn nó khác 5 với mọi n thuộc vào z. Như vậy là f không là toàn ánh. Đấy, đấy là sóng IB. Phần này nó hơi khó, đúng không? Cái trường này càng học càng khó. Được chưa? Đấy. Như vậy là xong câu B rồi đấy. Rồi bây giờ câu C. Câu C xin mời bạn Trần Tú Uyên. Thưa thầy, câu C là hàm đơn ánh. Sao biết? Với bọn N1, N2 thuộc Z thì FN1 bằng FN2 ạ. Từ đây ta có N1 mũ 3 bằng N2 mũ 3. Dẫn ước đi thì có N1 bằng N2 suy ra S là hàm đơn ánh. Chính xác. Tiếp tục. Có là toàn ánh không? Có ạ. Là toàn ánh thì không điểm. À, có một cái thủ thuật như này để chúng ta kiểm tra nhanh nó có là toàn ánh hay không nhé, nếu mà ở trên Z hoặc là trên tập hợp có số tự nhiên nhé. Đây thầy lấy ví dụ sao tại sao cái thằng số B này nó không là toàn ánh, à, không là đơn ánh nhìn thấy ngay và cũng không là toàn ánh gì. Chúng ta nhấn vào cái nút mode, sau đó ấn vào nút số 7 table. Chúng ta sẽ ra được Fx và chúng ta nhập đúng như này: x bình cộng 12, x bình cộng 3. Nó là alpha x bình xuống dưới cộng 13. Mình có thể cho start bằng số 0 được. N bằng số 5 đi, step của chúng ta bằng số 1. Này, nhìn thấy chưa? Nó nhảy vào phát từ 3 luôn này. 3 này, 4 này, 7 này. Như vậy là con số 5 với số 6 không nhìn thấy đúng không? Số 5, số 6 có nhìn thấy không? Làm gì có 5, 6 đâu. Nhảy 3 này, 4 này, 7 luôn này. Nhìn thấy chưa? 5 với 6 là không có đâu. Nhìn thấy không? Thích nữa này. Nhảy thẳng 3, 4, 7, 12, 15. Như vậy là giữa con 12 với con 15 thì còn 13, 14 nữa. Em cho con này bằng 13 hoặc là bằng 14, đố tìm được cái nào?
có tìm đến sao mai là nó không thuộc. Đấy là thủ thuật của cái anh này. Chúng ta cho nó một số giá trị, chúng ta thấy nó nhảy cóc, nhảy 3, 4, xong nhảy một phát lên 7 luôn. Nhảy giữa 5 và 6 không hề có. Thế nhưng chắc chắn nó không thể toàn đánh ở đây được. Thế con này tương tự, con này nhá, con này tương tự này. Chắc chắn nó không là toàn đánh, bởi vì chúng ta sẽ thử xem này. Này, sửa lại nhá, N mũ 3 đúng không? Rồi. Cho start tiếp vẫn giống như cụ 1 2 3. 0 này, 1 này nhảy thẳng lên 8. Có nghĩa là không nhảy 1 xong rồi nhảy lên 8. Có nghĩa là số 6, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6 không hề có ảnh, không hề có tạo ảnh. Sao nó thiếu, có hiểu ý thì sao nhỉ? Hả? Dạ có. Em hiểu cái gì em nói lại cho. Nghĩa là cho nó một giá trị không phải bất kỳ giá trị nào nó cũng tìm được cái đúng ạ. Đúng rồi, nó nhảy một phát từ 0 đến 1 xong nhảy lên 8 luôn. Thì chúng ta chỉ cần lấy M bằng 7 bằng 2 bằng 3 4 5 6 7, không bao giờ tìm lấy M bằng 1 bằng 2 3 4 5 6 7, không bao giờ tìm được N để cho Fn bằng cái số đấy. Không tin em cho thử nó bằng 2 đi nhé. Nào, N mũ 3 bằng 2 khi nào đủ tìm được. Tìm đi. Đủ tìm được đấy. Tìm đi. Tìm đi. Tìm được không? Cho N mũ 3 bằng 2 đủ giải được đấy. Kết quả là N bằng căn bậc 3 của 2. Rất tiếc là căn bậc 3 của 2 nó có phải là xung nguyên không? Không. Vậy làm sao nó toàn đánh được? Đơn giản. Được chưa nào? Vâng ạ. Ồ, mà mã sinh viên của em là gì nhỉ? A4172 ạ. Trần Tú Uyên đúng không? Vâng ạ. Rồi, như vậy con B này thì nó là đơn đánh, chứng minh như bạn đúng rồi, nhưng mà toàn đánh thì bạn chứng minh là sai, bởi vì thực ra là không là toàn đánh. Đấy, đối với trường hợp nó rời rạc, chúng ta có thể sử dụng máy tính để chúng ta bấm hỗ trợ cho nó rất là nhanh, có thể nhận dạng rất là nhanh. Như vậy với câu C nha. Câu C thì nó không là toàn đánh, nhưng nó lại là đơn anh. À, thế mới đều. Không là đơn ánh, là đơn ánh nhưng không là tàn ánh. Thế là chúng ta làm thế nào để chứng minh điều này? Chúng ta nháp trước. Nháp trước tức là bạn ấy cho Fn1 bằng Fn2 đấy. Fn1 bằng Fn2, sau đó dẫn tới kết quả là N1 mũ 3 bằng N2 mũ 3. A mũ 3 bằng B mũ 3 lại tương đương A bằng B cơ. À, như vậy là 1 bằng N2. Thế là chứng tỏ nó là đơn ánh. Trình bày vào thì nó trình bày thế nào? Nào, trình bày. Trình bày như này. À, với mọi N1, N2. Thuộc vào tập hợp Z nhỉ? Trong bài này thuộc vào Z. Ta đều có gamma Fn1 bằng Fn2 thì giống như chết đấy. Chúng ta sẽ dẫn tới kết quả là N1 bằng N2. Vậy nó là đơn ánh. Thực ra cái hàm này nó giống như hàm bậc 3, Fx bằng x mũ 3, hàm này hàm đồng biến. N1 bằng mũ 3 bằng N3 mũ 2 mũ 3. Suy ra trong này nó không ghi bằng, không ghi bằng ký hiệu mà phải ghi bằng lời. Đấy, như vậy F là đơn ánh. F là đơn ánh. Thế còn không là toàn ánh thì chúng ta đã tính thử đúng không? Chúng ta tính thử là nó bằng 0 này, bằng 1 này, nhảy phát lên thẳng 8 nhỉ. Chứ nó không hề bằng mấy cái con dâu dâu của dĩa giữa. Thế bây giờ mình chỉ cần lấy cái con y nằm ở giữa đấy là không tìm được ý. Sử dụng cái kỹ thuật nháp là bấm máy.
bấm máy nó dạy rồi nhá, là thầy giáo dạy các em bấm máy rồi nhé, tập học có sư tự nguyên bấm máy thôi. Kết quả chúng ta thấy không có giá trị, không nhận giá trị, tức là cái hàm nó không nhận cái giá trị, nó nhảy thử phát nhảy một phát từ một à, đâu từ từ nhìn lại nhá, 01 nhảy thẳng lên 8 đúng không, 01 nhận nhảy lên 8 như vậy là cái giá trị 2 3 4 nó không nhận được, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này. Không nhận giá trị này. Cho nên khi chúng ta chỉ cần thử chắc chắn F là không là toàn anh. Đấy là nói nhận dạng mà nói, nhưng mà trình bày vào bài nói thế người ta bảo cho dụng dạng vì cái chuyện trình bày sai. Đấy là chỉ nhận dạng với nhau để làm nhanh thôi. Nhưng mà trình bày vào bài thì nó phải đúng quy củ. Trình bày vào nào. Trình bày vào bài là thế nào? Tồn tại M. M bằng 2 nha. Hoặc vào tập hợp số Z ở bên phải, tức là con Y ấy. À, với mọi N thuộc vào Z thuộc vào X. Ta để Fn bằng n mũ 3 chắc chắn là không thể nào bằng 2 đâu. Khác 2 để suy ra F không là toàn này. Giữa cái nhận, giữa cái làm bài nhận dạng với lại trình bày vào nó là khác hẳn nhau. Đấy, như vậy cái câu câu thứ ba đã làm quyết xong, còn câu cuối cùng, câu cuối cùng nó hơi khó một chút, đó là hàm hàm này lại là hàm hàm chẵn. Hàm chẵn chắc chắn nó không thể là đơn đánh được bởi vì có nhiều giá trị khác nhau nhưng mà y nó lại bằng nhau. Xin mời 4 2 3 9 1. Bây giờ em tính thầy F0 F1 bằng bao nhiêu và F2 bằng bao nhiêu? F1 phần 2 và F2 bằng 1. Ô giỏi nhá. Cái dấu kia là dấu gì? Nhầm. Ai nhầm? Em nhầm. F1 bao nhiêu nào? Thầy đang hỏi em tính thầy F1 bao nhiêu? F1 bao nhiêu? Ô, cô này hay nhỉ? F1 bao nhiêu nào? Bằng 1 ạ. Đúng rồi. Thế F2 bao nhiêu? Bằng 2 ạ. Giỏi, tính giỏi lắm em. F2 giỏi lắm. Cho tính lại. Nè.
Nào, F2 bao nhiêu? Bằng 1 ạ. Thế Sú dẫn tới kết luận thế nào? Ủa, gợi ý đến thế mà không biết làm tiếp à? Lộ bằng F2 F1 bằng 2 thì F2 thì làm sao? bằng F2 ạ. Được rồi, nhưng mà thì suy ra làm sao? À, đây là toán ạ. Toán ấy ạ. Ủa, phải. Chết giả. F1 bằng F2 mà là suy ra là toán đánh thì quá giỏi. F1 bằng F2 mà suy ra là toán đánh giỏi thế. Chết giả. F1 bằng F2 mà suy ra toàn đánh thì quá giỏi. Ai phát hiện ra bạn làm sai ở chỗ nào? Cứu bạn tí nào, cứu bạn, cứu bạn, cứu bạn. Mấy em tên là gì nhỉ? Nguyễn Thu Ngân. Nguyễn Thu Ngân giải sai rồi nhé. F1 bằng F2 mà không biết suy ra kết luận thế nào, trời ơi. F số 1 bằng F số 2 mà không biết là kết luận thế nào. Người ta gợi ý đến thế rồi mà vẫn không biết. Ai phát Thì hiện một ra? khác hai và F1 bằng F2 cho nên là F sẽ không phải đoán ạ. Đúng, nhập nhầm, nói nhầm, suýt nhầm, suýt đúng. F không phải cái gì? F không phải là đơn ánh ạ. Ờ đúng rồi, giỏi rồi, chính xác, chính nó không phải là đấy. Chuẩn luôn. Chuẩn luôn, nó không là đơn ánh bởi vì F1 số 1 khác số 2 nhưng mà F1 lại bằng F2. Tiếp tục. Nhưng mà rất tiếc bài này nó là toàn ánh, chứng minh nó hơi khó một chút. Chứng minh nó hơi hơi khó so với các em một chút. Nào bây giờ câu C nhá. Câu C là đơn ánh chúng ta hiểu rồi đúng không? Số 1 và số 2 hoàn toàn khác nhau đúng chưa? Nhưng mà F1 nó lại bằng nhau. Suy ra nó không là đơn ánh. Bây giờ đến câu thứ hai này. Câu cuối cùng này. Đâu rồi? Câu cuối cùng. Câu cuối cùng không là đơn ánh nhưng lại là toàn ánh thế mới đều. Không là đơn ánh nhưng mà lại là toàn ánh. Cái sàn với trần vì sao mình lại nghĩ không là đơn ánh? Bởi vì có những cái số nó khác nhau nhưng mà sàn với trần nó vẫn bằng nhau. Hôm trước chúng ta thầy giáo cho một bài là F của nó bằng 2020 2021 thì chúng ta thấy là ra cả một họ nó chạy từ 0 2020 cho đến 2021 sàn hay trần của nó vẫn bằng nhau đúng chưa? Rồi bây giờ là gì? Sàn với trần. Mình chỉ lấy con cái này không có nháp mà trình bày thẳng luôn nó hơi khó. Là chúng ta tồn tại n bằng 1 bằng N1 bằng 1, N2 bằng 2, hoặc là Z, rõ ràng là N1 khác N2 đúng không? N1 khác N2 đương nhiên, 1 khác 2 đương nhiên. Nhưng FN1 lại bằng FN2, bởi vì sao? Bởi vì nó đều bằng. Để mình vừa tính bằng mấy nhỉ? Bằng 1 đúng không? Sàn trần bằng 1. Suy ra F không là đơn anh. Không là đơn ánh. Thế còn cái toàn ánh thì nó lại hơi khó một chút. Chúng ta trình bày như này, trình bày luôn, hơi khó hình dung. Với mọi m thuộc vào z, thuộc vào z thì đều tồn tại. N bằng 2m luôn.
Fn lúc đấy theo công thức thì nó bằng sàn với trần ở chỗ nào? Đây rồi. Phải cái này. À đúng rồi. Sàn trần của N. Thì chính là bằng sàn trần của 2n 2m trên m 2m trên 2 2m trên 2 thì nó bằng 2 vẫn gì đó. Bằng m thì nó. Cái sàn hay trần của một số nguyên thì bằng chính nó nhé. Sàn hay trần của một số nguyên bằng chính nó luôn. Suy ra nó là toàn ánh. À, như vậy bài toán được giải quyết xong toàn bộ 4 câu. Hơi khó đối với chúng ta đúng không? Rồi bây giờ thầy giáo in ra để chúng ta xem cho nó dễ hơn. Học hành vất vả, kết quả chả thấy ngọt ngào thế nào cả. Chưa thấy ngọt ngào ở đâu, chỉ thấy vất vả, toàn thấy thầy mắng. Không phải gắt giọng một tí chứ, học định nghĩa chả chịu học gì cả. Ok. À, đây nhìn thấy chưa? Là toàn ánh chưa? Đấy nhá, là đơn ánh không là đơn ánh nha. Là 1 bằng 1, là 2 bằng 2. Rõ ràng là 1 khác là 2, nhưng mà F là 1 bằng F là 2 vì sao? Bởi vì sàn à, cái trần của 1 phần 2 với trần của 1 thì nó đều bằng bằng 1 hết. Do đó F không là đơn ánh. Đây với M bằng à, thuộc vào Y thuộc vào Z. Bằng Z rõ ràng tồn tại N bằng 2M. Theo công thức là F của N bằng trần của 2M trên N trên 2. Khi một số là số nguyên thì trần của nó hay sàn của nó đều bằng chính nó. Vậy đó là toán ánh. Bài toán giải quyết xong. Như vậy câu này nữa là giải quyết xong. Được chưa? Đây là làm ở trên tập các số nguyên thì nó hơi khó một chút. Khủng bố tinh thần quá. Tiếp tục. Bây giờ là bài số 76. Các hàm sau đây có là đơn ánh hay không? Có là đơn ánh toàn ánh hay không? Thì như đối với trường hợp mà các hàm mà xét trên tập hợp các số tự nhiên hay là xét trên tập hợp các số E thực thì chúng ta có thể sử dụng về đối với trường hợp số thực chúng ta có thể sử dụng bảng biến thiên để hỗ trợ. Dùng bảng biến thiên để hỗ trợ nha. Ví dụ bài này chẳng hạn. Này. Hàm này là hàm nhất biến đúng không? À, xin mời Nguyễn Thị Vân Anh. Như vậy là hàm này là đơn ánh nhất. Còn mày đừng đánh sao em biết. Là bởi vì là với F2 và được cộng mà F tại x1 bằng F tại x2 tức là 1 trên x1 bằng 1 trên x2 thì suy ra x1 bằng x2 nên nó là đơn ánh nhất. Đúng rồi, giỏi lắm. Đấy là nó đi từ E ra cộng. Tiếp tục. Có là cộng. Là hàm này cũng là hàm toàn ánh ạ. Chứng minh. Bởi vì là với học y thuộc vào R cộng về như tồn tại x bằng mặt một trong y cũng thuộc vào R cộng là sao cho là x bằng f tại một trên y là thay rằng một trên y sẽ bằng điện Chính xác hàm bạn. toàn ánh ạ. Chính xác.
vân anh chứng minh thư đúng nét. Như vậy cái câu thứ nhất này nó là vừa là đơn ánh vừa là toàn ánh, vậy nó là gì? Song ánh đúng không? Đấy là nó đi từ R cộng nhé, còn nếu nó thay đổi là từ R thì có thể không nhé. Rồi bây giờ câu B. Câu B xin mời 42417. Em thấy câu B không là đơn ánh. Vì sao? Tại vì có x1 h x2 nhưng mà x1 lại bằng x2. Em phải chỉ ra cụ thể. Là số âm 1 để âm 1 ạ. Tức là tồn tại x1 bằng 1 và x2 bằng âm 1, x1 khác x2 nhưng mà f1 bằng âm 2. Được ạ. Rồi, tốt, tiếp tục. Hàng này không là toàn ánh ạ. Vì sao? Em nói đúng rồi, nhưng mà vì sao? Thế cho em nghỉ lý thuyết một chút ạ. Cái gì? Thầy cho em ngủ thiếp đi một chút ạ. Thầy cho em nghỉ lý thuyết một chút ạ. Lý thuyết à? Lý thuyết ở đâu nhỉ? Ô thế em không có sách giáo khoa. Em đang nhìn lại, em đang xem ạ. Mềm này. Cái gì đấy? Người yêu ngồi bên cạnh sao không nói gì đấy? Đấy, tao có dặn là đâu bên cạnh. Dạ, yeah, tới đây. Thế anh này nó không là toàn ánh, bởi vì chúng ta thử tính một vài giá trị, chúng ta sẽ thấy được là x bình x mũ 4 cộng với 1 thì luôn lớn hơn bằng 1, đúng không? X mũ 4 cộng với 1 luôn lớn bằng 1. Hai căn ra nó vẫn lớn hơn bằng 1. Như vậy chúng ta chỉ cần lấy từ 0 cho đến 1 cái khoảng bất kỳ, giá trị bất kỳ từ 0 đến 1, không bao giờ tìm được x. Ví dụ x bằng, y bằng 0,5, không bao giờ tìm x. Ví dụ bây giờ nào, y bằng 5, y bằng 0,5, không bao giờ tìm được x. Như vậy cái hàm này nó không là toàn ánh. Câu C. Bốn hai bảy bảy một. Như vậy là hàm này không phải đơn ánh ạ. Không phải đơn ánh, chứng minh. Rất tiếc, em làm bài này nó không phải là đơn ánh là sai. Vì đây thực ra chúng ta chỉ xét trên tập hợp các số tự nhiên thôi. Cho nên chúng ta không lấy dấu cộng trừ được, em hiểu chưa? Đấy. Nó không giống như bài vừa nãy. Bài vừa nãy là tập hợp các số tự nhiên, thì số nguyên thì nó khác. Em lấy dấu cộng trừ được. Bây giờ em cho fn1 bằng fn2 là n1 bình cộng 4 bằng n2 bình cộng 4. Chúng ta chuyển vế sang thì n bình 1 bình bằng n2 bình. Nhưng mà vì ở đây thuộc đều thuộc tập hợp số tự nhiên, vậy chúng bằng nhau. Về mặt nguyên tắc là phải cộng trừ, nhưng vì này nó đang xét trên tập hợp các số tự nhiên nên nó chỉ có bằng nhau mà thôi. Chết chưa? Con này là đơn ánh. Con là toàn ánh không? Em thấy có.
có là toán ánh thì lại không điểm. Em tính thử một vài giá trị cho thầy xem là giáo nào toán ánh. Em không bằng mấy? Em không 4 ạ. Em 1 bằng mấy? Em 1 bằng 5 ạ. Ừ, thế như vậy nó chạy từ 4 trở lên thì mình lấy chỉ cần lấy con m nó bằng 3 thì là lấy đâu ra n? Lấy đâu ra n để cho fn bằng 3 đây nào. Nào, cho n bình cộng với 4 bằng 3 đi, đố giải được n đấy. Này không là toán ánh nhá. Tính thử một số giá trị thì biết có gì đâu mà n là bằng 0 này thì con này bằng 4 này, n là bằng 1 thì nó bằng 5 này. Như vậy nó chạy từ 4 trở lên mà trừ đi mà. Vậy mình chỉ cần lấy nó bằng 3, bằng 2, bằng 1. Bằng 3, bằng 2, bằng 1 hoặc bằng 0 lấy đâu ra n. Như vậy con này nó không là toán ánh nhá nha. Em trả lời sai cả hai ý. Xét xả. 4 2 8 2 8. Dạ. Câu tiếp theo. Thế thì làm được ạ. Ừ, học xin đích đi thì mà là không làm được. Xin đích là học từ hồi lớp 11 mà. Hàm y bằng sin x thì nó nhận giá trị là trên cái đoạn từ trừ 1 đến 1, cho nên chắc chắn hàm này nó là toán ánh. Bởi vì với mọi a thuộc vào cái đoạn từ trừ 1 đến 1, sin x bằng a đều có nghiệm cả, học tối lớp 11 rồi. Thế ngoài ra hàm này nó không là đơn ánh, lý do là chúng ta chỉ lấy cái con x bằng bằng pi trên 6 và x bằng 5 pi trên 6 thì rõ ràng là sin của chúng đều bằng nhau và bằng 1 phần 2. Hai góc bù nhau có sin bằng nhau mà. Vâng. Rồi tương tự như vậy câu E, câu F, câu G tự làm nốt. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển dạng sang dạng bài khác. Đây là tìm ảnh và tạo ảnh. Tìm ảnh và tạo ảnh. Nói chung là nhận dạng đơn ánh, toán ánh, song ánh là khó à, kể cả sinh viên là toán tin các bạn cũng khó khăn. Em cố gắng bắt chiếc suy nghĩ những cái bài tập thầy giáo làm rồi sau đó bắt chiếc. Đấy. Cái tiêu đề của nó đâu mất. À, nó phải là cái trên. Thầy ơi. Hả? Sao em không thấy được màn hình của thầy nữa, sao nó thui thui vậy thầy ạ? Ừ, tốt. Các bạn khác vẫn nhìn thấy đúng không? Được không ạ? Bài 79 nha, chúng ta làm chúng ta thay vào rất đơn giản đúng không? Bài 79 này. Chúng ta thay x thì bằng trừ 1, 0 và 2 và 5 vào đây. Chúng ta sẽ tính dễ dàng. Tính dễ dàng. 4, 3, 2, 3, 6. Câu thứ nhất. Bốn ba hai ba sáu chưa nhớ Trần Đức Tài. 43236 Trần Đức Tài vắng. 43237 à 43247 em có tập là bạn ấy bị mạng lao ạ, chắc bạn ao ra bảo lại
Bạn ấy không nhìn thấy màn hình của thầy. Chết giả. Thôi rồi, bạn Nguyễn Thị Thanh Hoa làm tiếp nào. Câu thứ nhất này, câu A này, chúng ta sẽ tính như nào này? Fx bằng 2. Fx bằng 2 thì ta sẽ có f của f thì sẽ lần lượt là bằng 2 ạ. À, đúng rồi, tập hợp của 1 phần tử 2 chứ không phải là bằng 2. Tập hợp của 1 phần tử 2. Tập hợp của 1 phần tử 2 nhé. Rất là dễ. Fx luôn luôn bằng 2 mà, cho nên là giá trị của nó rất là dễ. Câu thứ nhất là xong. Thế câu thứ hai, fx bằng 3x cộng 1, mình thay vào. Con em làm luôn rồi thầy. Làm luôn, câu này dễ. Vâng. Thầy chuyện đấy em nhìn đến thôi. Đây. Với fx bằng 3x cộng 1 thì f của s sẽ bằng đầu tiên là 2, nó sẽ gồm 2, 1 và 7 với lại là 16 ạ. Tại sao con đầu tiên ra bàn là 2 nhỉ? Tính như nào nhỉ? Trừ 2, trừ 2 ạ. Trừ 2 đúng rồi, đó rồi. Em hiểu ý rồi đấy, bây giờ trình bày nó rất là dễ, nó thay vào thôi. Chúng ta thay số vào thôi. Đấy. Cái câu thứ nhất ấy, thì với fx bằng 2 thì nó đã bằng 2, nó làm gì có x mà thay. Cho nên là fx nó là tập hợp của 1 phần tử 2. Siêu dễ. Còn cái con thứ hai, với fx bằng như thế này thì chúng ta lần lượt đi tính từng cái một. Cái con đầu tiên là bằng trừ 1 này, f tại trừ 1. F tại trừ 1 mà thì là 3 nhân với trừ 1 cộng với 1 thì bằng âm 2. Đấy. Xong là tiếp tục. Tại vì x thuộc f thì nó bằng 4 giá trị, một trong 4 giá trị mà, trừ 1 này, 0 này, 2 này hoặc là 5 này. Đấy. Tiếp tục chúng ta phải tính f tại 0. F tại 0 thay vào thì là 3 nhân 0 cộng với 1 bằng 1. Tiếp tục. F tiếp theo. F tại 2, F tại 2 thay 2 vào thì là 3 nhân 2 cộng 1 bằng 7. Và cuối cùng là F tại 5. F tại 5 thì là bằng 3 nhân 5 cộng 1 là bằng 16. Và do đó FF thì là tập hợp những cái phần tử mà vừa tính được ở trên. Trừ 2, 1, 7, 16. Trừ 2, 1, 7, 16. Và bài toán này được giải quyết xong. Vì sao vậy? Bởi vì x thuộc S thì x phải bằng. X thuộc S thì x phải bằng trừ 1, bằng 0, hoặc là bằng 2, hoặc là bằng 5. Thế. Thế còn cái câu C và câu D chúng ta tự tính. Chúng ta cũng tương tự như thế thôi. Chúng ta thay vào. Tương tự thế, thay vào thôi. Đơn giản. Đồng chí Trần Đức Tài vào lại đấy thiếu nhỉ? Đấy, có khi đấy không phải bạn thay. Đấy nha, cái chỗ này là cái tập hợp S này gồm các phần tử là trừ 1 này, 0 này, 2 này, 5 này. Cho nên là tính muốn tính được FS thì chúng ta phải thay các giá trị đấy vào. X thuộc vào S thì là x bằng trừ 1, bằng 0, bằng 2 hoặc là bằng 5. Thay vào đây. Từ đó FS nó sẽ bằng như này. Thế cái câu C và câu D cũng tương tự thôi. Chúng ta sẽ đi tính F tại trừ 1, F tại 0, F tại 2 và F tại 5. Nó bằng bao nhiêu để kết luận là xong. Câu C, câu D không có gì. Bây giờ đối với trường hợp này thì câu A và câu B nó tương tự như trên. Thầy giáo xin phép chữa câu C. Thầy giáo chữa luôn câu C nhé. Cái câu C thì chúng ta sẽ làm như nào? Chúng ta sẽ làm như sau. Cứ bình tĩnh.
Đối với câu C thì là x nó sẽ thuộc vào S khi nào? X thuộc vào S khi và chỉ khi chúng ta x thuộc vào S, tức là x thuộc vào từ 1 đến 7. Cái đoạn từ 1 đến 7. Điều này là tương đương với x lớn hơn hoặc bằng 1, nhỏ hơn hoặc bằng 7. Sau đó chúng ta nhân cả hai vế với lại đề bài đâu, quên nghĩ cái đề bài. Đề bài ở đây là 2x cộng 1 tất cả trên 3. 2x cộng 1 tất cả trên 3, như vậy ta phải nhân với 2. Nhân cả hai vế với 2 chúng ta sẽ được là 2 nhỏ hơn hoặc bằng 2x nhỏ hơn hoặc bằng 14. Xong tiếp tục. Xong lại cộng với 1. Cộng 1. Sau đó chúng ta cộng với 1 thì ta sẽ được là 3 nhỏ hơn 2x cộng với 1 nhỏ hơn 14 cộng 1 là 15. Xong rồi nhỏ hơn tiếp, bắt đầu chia hai vế cho 3. Chia tất cả cho 3, chúng ta sẽ được 1 nhỏ hơn hoặc bằng x cộng 1 tất cả trên 3, 15 chia cho 3 thì bằng 5. Chờ một tí, bây giờ nó in ra nó đẹp. Chúng ta quan sát trên bảng nha, x thuộc vào S, tức là x sẽ thuộc vào cái đoạn từ 1 đến 7. Tức là x lớn bằng 1, nhỏ bằng 7. Nhân 2 vế với 2 là x lớn bằng 2, nhỏ bằng 14. Sau đó chúng ta làm gì tiếp? Chúng ta cộng tất cả với lại 1. Thì là 2x cộng với 1 sẽ lớn hơn hoặc bằng 3, nhỏ bằng 15. Chia tất cả cho 3. Và bước cuối cùng là chúng ta lấy sàn. Lấy sàn của nó. 2x cộng với 1 tất cả trên 3 mà lớn hơn bằng 1 hơn hoặc bằng 5 thì suy ra sàn của nó sẽ thế nào? Xin mời 43769. Nguyễn Phương Thảo. Thầy đọc lại câu hỏi đi ạ. Em có chú ý từ nãy giờ không? Đến đây rồi em lấy sàn cho thầy thì được kết quả thế nào?
Em thấy x nằm x lớn hơn hoặc bằng 1 và nhỏ hơn bằng 7 ạ. Bây giờ chuyển sang sàn mà không biết thế nào, lấy thế nào? Sang sàn. Từ từ để em một tí. Là có thể x sẽ là 1, 2, 3, 4, 5, 6 và không lấy lại 7 ạ. Giỏi nha. Em có biết x nó chạy từ đâu đâu không? À, lấy sàn ạ. Chứ không phải là lấy x ở trong khoảng sàn ạ. Chả hiểu gì cả. Cái biểu thức kia nó đang là gì ạ? Nó không phải là x mà nó là 2x cộng 1 tất cả trên 3. Đã bảo bây giờ lấy cái sàn của cái toàn bộ cái này thì nó được cái gì nào? Sàn của 2x cộng 1 tất cả trên 3. Vì đề bài nó bảo cái biểu thức này này. Đây này. 2x cộng 1 tất cả trên 3. Nhìn thấy chưa? Đến đây rồi mà không lấy được sàn. Tiếp không? Sàn là một. Thế ví dụ nó bằng 1,2 bằng 2,1 thì là sàn có bao nhiêu? Sàn là một. Đó. Ví dụ nó bằng 2,1 thì sàn có bao nhiêu mà dám bảo bằng một? Hả? Nó chạy từ 1 đến 5 mà. Nó chạy từ 1 đến 5 mà dám bảo sàn nó bằng 1 là thế nào? Ô 2. Nói tiếp đi. Sàn từ 1 đến 6 ạ. Từ 1 sao ra đến 6 được? Nó chạy từ 4 đến 6 ạ. Lấy đâu ra 1 đến 6? 1, 2, 3, 4, 5 thôi. Ta là sàn, nó phải là số nguyên mà. Thiên giả. Đáng lòng quá. Chờ tí đây để cho in ra, viết ra cho nó đẹp. Bắt đầu đến bài này bắt đầu khó. Sàn với trần, khó nhất cái loại này. Chắc chắn chúng ta sẽ hiểu hết từ đầu đến đây. Từ đấy đến đây. Nó chỉ có mỗi cái đoạn lấy sàn với trần. Cái này là giải giống như chương trình cấp 2, cấp 10, lớp 10. Đấy, nhìn thấy chưa? À, cái màu thầy giáo bôi màu vàng này, em hiểu chưa nào? Được. Rồi sau đó lấy sàn nhé. Sàn thì nó tương tự thôi, bởi vì là 2x cộng với 1 tất cả trên 3 thì là luôn lớn là bằng 5, lớn bằng 1, nhỏ bằng 5, cho nên sàn của nó cũng như thế, nó không rơi ra ngoài được. Đấy. Nhưng mà vì cái sàn của 2x cộng 1 thuộc trên 3 là nó là số nguyên mà nó lớn bằng 1 bằng 5, vậy thì nó chỉ bằng 1, bằng 2, bằng 3, bằng 4 hoặc bằng 5. Và như vậy cái tập hợp FS nó sẽ bằng tập hợp cùng các phần tử 1, 2, 4, 5. Xong. Xong câu C. Bây giờ xin mời các em làm câu D. Thầy ơi. Ơi.
Màn hình của em bị đen thế à? Cái bài bên nào có thể bị đen thế à? Em không thấy. À, không thấy thì chịu thôi, chứ biết làm nào được. Em cũng thấy ạ, em thoát ra vào lại nhưng mà cũng được. Hoàn toàn tương tự, chúng ta làm câu D nhé, xong đọc kết quả thì đã xem nhé. À, quá trình xử lý cũng giống như trên, tức là x sẽ thuộc vào f tương đương cho chấm cuối cùng kết quả thế nào? Xin mời 43793. Em thưa thầy là Biến đổi giống như ở trên nhé. em nói lại từ đoạn biến đổi luôn ạ. Tất nhiên phải nói từ đầu chứ. Dạ, x thuộc s thì tương đương với x thuộc đoạn từ 3 đến 8 Không phải là đoạn. à, khoảng ạ. Rồi em cứ nói đi để thầy giáo đánh máy theo em. Nào. X thuộc s tương đương với x thuộc khoảng từ 3 đến 8. Suy ra x lớn hơn 3 bé hơn 8. Đúng rồi, giỏi lắm. Tương đương tiếp, không phải suy ra đâu. Vâng, tương đương với 2x thì lớn hơn bằng 6, bé hơn bằng 16. Giỏi quá. 6 à? Làm theo kiểu này như kiểu trẻ con nhưng mà rất dễ hiểu. Tương đương với 2x cộng 1 thì lớn hơn bằng 7 và bé bằng 17 ạ. Bằng ở đâu để ra nhanh thế? Trong bài có số bằng không? Không 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 có bằng ạ. Rồi, tiếp tục. Suy ra tương đương 2x cộng 1 trên 3 thì bé hơn 7 phần 3 và lớn hơn 7 phần 3 và bé hơn 17 phần 3 ạ. Đúng rồi, giỏi lắm. Mạnh dạn lên. Tự tin lên. Tự tin kể cả ngày mai bị cấm thi vẫn cứ tự tin. Tiếp tục. Suy Đây. ra là sàn của 2x cộng 1 trên 3 thì lớn hơn 7 phần 3 và bé hơn 17 phần 3. Xuyên đúng. Đây mới là cái mà cần nói ở đây. Thế này nhé. Em so sánh giữa 7 phần 3 nó như thế nào với 8 phần 3 nào? À, suy hộ thầy Vâng. nha, từ 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 bình tĩnh để ra thầy nó viết lên để cho em nhìn thấy nè. À, 7 phần 3 rõ ràng là nhỏ hơn 8 phần 3 đúng không? Nào Vâng. em lấy sàn hộ thầy 7 phần 3 và 8 phần 3 bằng bao nhiêu? Sàn của 7 phần 3 bằng bao nhiêu và sàn của 8 phần 3 bằng bao nhiêu?
thế nào? Sàn của 7 phần 3 bằng 8 phần bằng sàn của 8 phần 3 hả thầy? Bằng bao nhiêu mà dám bảo bằng? À... thầy đang hỏi em bằng bao nhiêu mà bảo bằng? Con này bằng bao nhiêu? Tự tin lên luôn. Bằng 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 2 ạ? À? Đúng rồi, thế sàn của 8 phần 3 bao nhiêu? Cũng bằng 2. Sàn của 8 phần 3 cũng bằng 2. Thế em phát hiện em sai ở chỗ nào chưa? Có phải ở trên nhá, của trên của em là 2x cộng 1 tất cả trên 3 thì lớn hơn 7 phần 3 và nhỏ hơn 17 phần 3, đúng không em? Sau đó em bảo là sàn của 2x cộng 13 tất cộng 1 tất cả trên 3 sẽ lớn hơn sàn của 7 phần 3 nhỏ hơn sàn của 17 phần 3. Có phải em vừa lại bảo thế này đúng không? Có đúng không? Dạ, vâng. Ừ, thế bây giờ thầy mới lấy nó bằng 8 phần 3 thế kìa. Thì em đã thấy cái câu này nó vả vào mặt, à quên, nhầm, nó vả vào câu trả lời của em. Thế rõ ràng câu trả lời của mình sai chưa? Vẫn không hình dung là thầy nó nói sai thế nào. Em thấy đây nhá, đây này, cái ví dụ như là em có thể lấy x, hoàn toàn lấy, có thể lấy x để con này nó bằng con này. Vâng. Hoàn toàn có thể lấy, chẳng hạn em lấy bằng x bằng 7 phần 2 đi. Nào có đúng 7 phần 2 nhân với 2 cộng với 1 là bằng 8. Rõ ràng là 7 phần 3 nó nhỏ hơn 8 phần 3 nhưng mà sàn của nó lại bằng nhau. Em phát hiện ra cái sai chưa? Sửa thế nào cho đúng? Sửa thế nào cho đúng đâu? Thêm dấu bằng vào đây thì mới đúng nha. Dấu bằng ở đây này. Con gà rõ ràng là 7 phần 3 nhỏ hơn 8 phần 3 đúng không? Hai số nhỏ hơn nhau nhưng mà sàn nó vẫn có thể bằng nhau được. Ok. Vâng ạ, em hiểu rồi. Hiểu cái gì nói lại xem nào. Thì tại vì là sàn của 7 phần 3 bằng sàn của 8 phần 3 cho nên là... Cho nên ấy là không được có cái thói quen là x nhỏ hơn y thì suy ra sàn của x nhỏ hơn y như này là sai hoàn toàn đúng không nào? Vâng. Đấy, mà phải là nhỏ hơn hoặc gì ạ? Nhỏ hơn hoặc bằng. Đấy, chứ không phải là có x nhỏ hơn y suy ra là sàn của x nhỏ hơn sàn của y đâu. Và bài vừa nãy ấy thì của thầy thì nó có dấu bằng. Thì x mà nhỏ hơn bằng y thì sàn của x nhỏ hơn bằng sàn của y là đương nhiên, cái này ai cũng nhìn thấy. Nhưng mà bài của em ấy thì nó không có dấu bằng ở đây. Cho nên theo bản năng em sẽ suy ra rằng con này là nhỏ hơn con này. Nhưng mà như thế là hoàn toàn sai. Mà nó vẫn có thể dấu bằng ở đây. Đúng chưa nào? Dạ. 7 phần 3 hoàn toàn là nhỏ hơn 8 phần 3 nhưng sàn của chúng vẫn bằng nhau. Và vì thế thiếu một dấu bằng ở đây nữa. Rồi. Sau đó giải giống như ở trên. Thế 7 phần 3 sàn của nó bằng 2. Thế 17 phần 3 sàn bằng mấy? 17 phần 3 bằng 5 ạ. Bằng 5 đúng rồi. Con này là bằng 5. Con này là bằng 1 đúng không? Như vậy kết quả nó sẽ nhận từ đâu đâu? Mấy giá trị? 1, 2, 3, 4, 5. 5 giá trị ạ. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi cảm ơn em. Đấy, chỉ có một cái dấu bằng. Thầy giáo nói thế có tức không? Hơi tức đúng không? Không thầy ạ, em quen rồi thầy ạ. À quen rồi à, thôi chết rồi. Chứng tỏ ở lớp dưới bị giáo viên chèn ép nhiều quá. Thế không nhớ được là phải. Tiếp tục nha, như vậy bài này được giải quyết xong. Đánh máy lại cho nó đẹp này. Tức là chúng ta phải phân biệt. Nếu như mà A mà nhỏ hơn hoặc bằng B thì sàn của A nhỏ hơn bằng B không có đề gì. Nhưng mà trong bài này ấy, thì nó... Nếu A nhỏ hơn B thì nhỏ hơn B nhưng mà sàn của A vẫn có thể nhỏ hơn bằng sàn của B. Cho nên ấy, là chúng ta phải cẩn thận một chút vào đoạn cuối. Em thưa thầy là cái phần mà thầy, cái câu kết luận thầy vừa viết ấy, là sàn của 7 phần 3 thì như thầy viết bằng 1 ạ, nhưng mà bằng 2 ạ. Viết nhầm từ 2 đến 5. Thế à, giỏi nhỉ.
Thế nhưng mà em tính sàn của 7 phần 3 là bằng mấy? À đúng rồi, bằng 2 chứ nhỉ? Bằng 2 mà thầy. Ừ, thế đứa nào bảo bằng 1 nhỉ? Em có nói gì đâu thầy. Thế à? Thế em không Em nói tính gì cho thì thầy là bằng 2 mà. thế thầy tự ghi à? Vâng. Thế rồi, thế thì bằng 2 chứ, đúng rồi. Ừ đấy, sàn của 7 phần 3, 7 chia cho 3 bằng 2,3 mấy mà, 2 phẩy mấy mà. Đúng rồi, phải lấy từ 2 giờ đi nha. Đấy gọi là sướng quá. Mấy khi bị được bắt được một con cá to dính bẫy, cái sướng quá lại nó viết nhầm vào. Nói đùa, thầy giải khóa nào cũng dính bẫy câu này nhé. Bởi vì sao? Ta cố tình ta chữa câu trước, nhưng mà câu sau là sẽ dính bẫy luôn. Vì theo chúng ta suy ra là cái kiểu như thế nhé. Cái kiểu đó là như thế, a nhỏ hơn bằng b thì sàn của a nhỏ bằng sàn của b. Thế là cứ theo bản năng là nếu mà a mà nhỏ hơn b thực sự thì là y là y y rằng là dính bẫy. Chết giả, ngại quá. Mà cái con sàn của 7 phần 3 này thì là bằng 2 đúng không nhỉ? Thế con sàn của thằng bên kia là bằng 5 nhỉ, đúng không? Đúng. Vì là cái con này là nó thuộc vào set. Trông nó rất là xấu nhưng chốc nó in ra nó rất là đẹp. Hai ba bốn năm có bốn giá trị thôi. Vậy FF trong trường hợp này thì là cái ngoặc 2 3 4 5. Xong dịch lại để cho các bạn khác còn nhìn. Nhớ nhá, số A nhỏ hơn số B nhưng mà sàn của nó vẫn là nhỏ hơn hoặc bằng phần bằng. Thế nó mới chết giả. Đấy, người dính bệnh bài này quá nào cũng dính, mà dính một cách tâm phục khẩu phục luôn, tức không chịu được vẫn phải chịu. Lừa, bị giáo viên lừa, lừa theo kiểu chúng ta gieo kiểu tương tự hóa, chúng ta chết vào tương tự. Ô nó chết rồi, nó lại mất một đoạn cuối này, cho con kia đi lên trên, con này lên trên rồi, đủ tao đủ dòng rồi nhỉ, cho này lên dòng trên, lên dòng trên cho nó nhoi lên trên, nhoi lên được 2 dòng, không biết có đủ. Chắc vẫn không đủ. Úi trời ơi, nó nhoi lên trên quá, lao ra ngoài. À, vừa đủ vừa xinh, hơi nhoi ra ngoài thì được, nó cũng dễ vẫn nhìn được. Ôi thiếu dấu bằng là quên phải cái gì ạ? Sàn của 2,6 thì nó là 2 thì nhưng trần của 2,6 nó cũng là 2 đúng không ạ? Em học ở lớp nào đó? Trần là cái gì ạ? Trần của 2,6 phải bằng 3 chứ, cô này học giỏi nhỉ. Không biết trần, cái trần nó ở trên đầu cơ mà. Vâng, để em tính lại. Hay là thầy giáo tính nhầm trần. Hay thầy đánh máy nhỉ. Bài này có phải sàn trần đâu, đây đang là sàn mà. Em chỉ hỏi lại được cái câu khác rồi. Câu khác chính là cái câu này nhưng mà thay sàn bằng trần đấy. Tức là cái câu hỏi giống như này nhưng mà thay sàn bằng trần. Làm tương tự nhưng mà rất dễ bị nhầm. Đấy nhá. Câu tương tự như câu 80 chúng ta sẽ thay cái sàn này bằng cái trần này. Chúng ta giải tương tự. Tự giải. Nhưng mà nhớ. Đúng là nó tương tự thật.
Rồi, với bài 81 thì chúng ta sẽ phải làm tương tự như cái bài sách giáo khoa, đó là chúng ta hỗ trợ bằng cái bảng biến thiên. Hỗ trợ như bảng biến thiên. Cũng không dễ đâu. Dùng giống như bảng biến thiên ấy. Như ở câu A và câu C thì nó đơn giản, câu A câu C thì nó là tập hợp hữu hạn. S là tập hợp hữu hạn gồm hai phần tử là 1 và 5. Còn câu C thì gồm hai phần tử là 0 và 3. Nhưng mà câu B và câu D thì hỗ trợ của bảng biến thiên để chúng ta kết luận. Phải hỗ trợ bảng biến thiên mới giải được câu B và câu C nhé, câu B và câu D nhé, các em tự làm. Bây giờ một dạng bài tiếp theo sẽ là tìm tảng. Tìm ảnh. Tìm ảnh thì cứ làm theo đúng định nghĩa thôi, không vấn đề gì. À, bây giờ thầy giáo sẽ làm mẫu cho một trường hợp F trừ 1 như này thì người ta giải như nào. Thôi cái này viết tay nhanh, mà đánh máy lâu lắm, đánh máy nó mất thời gian, nó làm lệch đi cái chú ý của chúng ta. Đề bài như này nó hơi đều, đáng nhẽ phải là y nhưng mà x, hay là sách mới không biết là y là y hay x, sách cũ y là x là chúng ta dẫn tới chúng ta sai sai lầm, đáng nhẽ con đấy là con y. Đấy nha, chúng ta bình tĩnh nha. Thầy giáo sẽ nhắc lại cái câu mà cái hàm f đi từ tập hợp x đến tập hợp y, b là tập hợp con của tập hợp y, khi đó thì f trừ 1 của b là tập hợp những cái phần tử x thuộc vào x, sao cho fx thuộc vào b. Đấy, đấy là định nghĩa của nó như vậy. Bây giờ mình áp dụng nhỉ, câu a này f trừ 1 tập hợp b gồm một phần tử 1, cái theo định nghĩa thì là bằng tập hợp những phần tử x thuộc bên trái, thuộc bên trái r sao cho fx thuộc vào cái tập hợp b, thuộc vào tập hợp gồm một phần tử 1. Nhưng mà tập hợp gồm một phần tử 1 thì bao gồm có một phần tử thôi. Sao cho fx tức là x trừ bình phương thuộc vào này thì bằng này. Như vậy chúng ta giải ra nó có hai nghiệm là cộng trừ 1. Hết câu A. Câu A là siêu dễ. Câu A dễ cực. Thế còn câu B, câu B thực ra nó biết thế kia nó sẽ dẫn tới chúng ta hiểu nhầm là x nó chạy từ 0 đến 1. Không phải. Thực ra đấy là y. Thực ra là y, y lớn hơn 0, nhỏ hơn 1. Có lẽ sách mới nó sẽ đổi lại thành y đấy, chứ anh viết x này không đúng. Tất nhiên nó cũng không sai đâu, nhưng vấn đề là nó sẽ dẫn tới người làm chưa quen nó sẽ hiểu nhầm là x nó chạy từ 0 đến 1, không phải, đây là y chạy từ 0 đến 1. Nào, theo đúng định nghĩa thì nó bằng cái gì? Xin mời bạn 44056. Bốn bốn không năm sáu Nguyễn Thị Quyên, Nguyễn Thị Thảo Quyên, hình như bạn này chuyển lớp hay sao không thấy liên lạc lại, giờ lý thuyết cũng vắng, có thể là bạn chuyển lớp rồi hay là chuyển chuyên ngành rồi nên không thấy nói gì, ít nhất ra đi cũng phải chào lớp một câu không nhỉ. Có khả năng là bạn chuyển lớp, lý thuyết không thấy mà bài tập cũng không thấy. 44006. Có em ạ. Em làm tiếp cái ý này như nào? Em thưa thầy, sẽ có là không nhỏ hơn x bình nhỏ hơn. Gần đúng, nhưng mà phải trình bày này nha. X thuộc R bên trái mà, sao cho fx là phải lớn hơn không nhỏ một, đấy chính xác đấy. Tiếp tục. Hay tiếp. Là bằng x thuộc l sao cho x bình à sao? Đúng rồi, đúng rồi, nó đúng rồi, nói tiếp đi.
đọc từ giữa đọc ra. Cho x bình nhỏ hơn 1 ạ. Chính xác, bây giờ giải bất phương trình ra, ra đáp số có gì đâu. Suy ra là bằng 0 và bằng không. Đây là đang xét trên tập hợp số tự nhiên, số R nhá, chứ không phải là trên tập hợp có số tự nhiên đâu. X bình lớn không nhỏ hơn 1. Em giải thế nào? Nếu lấy x bình mà nhỏ hơn 1, em sẽ giải ra là x lớn hơn trừ 1, nhỏ bằng 1. Nhỏ hơn 1. Cái này này. Thế còn nếu mà x bình lớn hơn 0 thì chúng ta sẽ giải ra là x khác 0. Đấy, như vậy là kết quả nó sẽ như thế này. À, x lớn hơn trừ 1, nhỏ hơn 1 và x khác 0. Tức là từ đâu đến đâu? Từ trừ 1 đến 0 hợp với 0 đến 1 ạ. Đúng rồi, giỏi lắm. Xong rồi đấy. Bài này được giải quyết xong. Rất dễ dàng. Rồi, tiếp tục nha. Câu B xong. Câu B mà đánh máy thằng lại ngại lắm. Rồi, tiếp tục tương tự như vậy. Câu C, câu và câu D. Đấy. Câu C và câu D tương tự thì nó giải nó dễ hơn đối với câu B. Cái này chúng ta sẽ dẫn tới là x bình lớn 4 đúng không? 4, 3, 9, 9, 3. Dạ. Giải câu C. X bình sẽ lớn hơn 4. À, x bình sẽ lớn hơn 16. Giỏi nhỉ, đấy biết ngay mà. Nếu để như này thế nhầm là x mà này, chết giả. Không phải là x mà là y nhé. Hình như trong quyển sách mới là y. Không phải là x đâu, mà là y đấy. Ghi là x thì các em sẽ nhầm nhỏ ngay. Đây là f mũ trừ 1 ngược lại mà. Câu này là câu số. Đấy, y, nó sửa lại là y rồi này. Sửa luôn. Ý, 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 ý. Không phải là x. Cái này là gốc là ở cái quyển sách cũ. Bên đây chúng ta sẽ giải là y lớn hơn 1 thì tức là gì? À, câu C là y lớn 4, f trừ 1 của y, y lớn 4. Nói chung là xét như này nó hơi chậm một chút. Đây, nó phải như thế này không? Câu C nhé, f trừ 1 ở đấy y sửa không hết chữ y. Quá trình chúng ta làm tương tự như trên thôi, tức là f trừ 1 của y, y lớn hơn 4 thì như vậy chúng ta sẽ dẫn tới được là bằng tập hợp những phần tử x của R trao cho fx là lớn hơn 4, tức là x bình lớn 4. X bình lớn 4 em giải x chứ nào? X bình lớn 4 thì em cần máy tính. Bài này cần máy tính. X bình là lớn hơn 4 thì x sẽ lớn hơn 2 hoặc là x sẽ nhỏ hơn trừ 2. Như vậy tập kết quả cuối cùng là từ đâu đến đâu? Kết quả cuối cùng là từ âm vô cùng đến trừ 2 với cả 2 đến vô cùng ạ. Mới cả là thế nào? Ở trong toán em nó không có từ mới cả. Nó là hợp ạ. Đúng rồi, âm vô cực đến 2 đến trừ 2 hợp với 2 đến dương vô cực.
Rồi, như vậy tương tự như chúng ta giải nốt câu còn lại. Đó. Cái tiếp theo thì chúng ta làm hoàn toàn tương tự thì nó sẽ ra là từ trừ căn 3 cho đến căn 3. Thế là xong. Trừ căn 3 cho đến căn 3. Và dài như này. Thay cái dấu này thì nó nhỏ hơn thôi. Đã xong, dịch luôn cho nó mau. Thiếu dấu nhỏ hơn. Xong. Bài này đã được giải quyết xong. Rất vất vả. Đấy, trình bày thế thôi, đơn giản. Rồi. Bài này chúng ta sẽ tìm vất vả hơn là bài 83. Thì thầy sẽ chữa câu C. À, các em sẽ phải làm câu D. Thầy chữa câu C nhé. Tất nhiên là chỗ này nó có thay chữ Y nhưng mà chữ X. Chữ X sách cũ. Nghe thầy giáo nhìn thầy giáo giải kỹ sau đó về sau mình bắt chiếc mình làm câu còn lại. Và thầy giáo ở trong cái bài này nó ở trong cái quyển sách này, nó toàn làm đối với sạt, hôm nào làm bài kiểm tra thi nó lại ra chật, cho nên đầy người chết đứng đứng đứng, đứng. Thì các em phải luyện thêm làm cả chân nữa. Đây, đó sẽ là mẫu câu C. Đó là bằng tay thôi. Biết tay thôi. Chúng ta nhìn thấy nó làm rất là chậm. Để ý cẩn thận, sau đó bắt chiếc vào câu tiếp theo nhé. Và ngoài ra chúng ta còn phải suy ra cái câu mà đây thì nó là mẫu về sàn nào, có bài nó sẽ chuyển về trần thì làm thế nào, tương tự thôi. À, câu C này, G này.
trừ 1 của cái tập hợp y mà các em nên nhớ là cái tập ở bên phải nó là cái tập này này, nó là tập con của tập z, cho nên cái này cái bên phải cái g trừ 1 thì chưa bỏ cái có cái trừ 1 thì nó phải nằm bên phải, mà y lớn hơn 1 nhỏ hơn 5 thì nó chỉ có thể là 2 3 hoặc là 4, đúng không? Lưu ý ở bên phải mà. Cái con này, bên trong này nó phải là tập con của bên phải. Đấy, tức là vì cái tập hợp y này, tập con của tập z, cho nên ở đây nó ẩn cái chữ y thuộc z, cho nên kết quả là cái anh này chỉ bằng tập hợp cùng các phần tử là 2 và 4. Cho nên cái bài ở trên sẽ dẫn tới, cho nên suy ra cái g trừ 1 của cái tập hợp ban đầu này bằng cái này, cái dòng này cho xuống dưới này. Thế thì chúng ta sẽ đi tính từng cái một, g trừ 1 của tập hợp gồm phần tử 2 thì tính như thế nào. Theo đúng định nghĩa, theo đúng định nghĩa chúng ta nhìn nha, là bao gồm những phần tử từ x để cái sàn của x cộng 1 trên 3 bằng 2. Tức là x thuộc R sao cho sàn của x cộng 1 tất cả trên 3 bằng 2. Đấy, trong buổi trước học lý thuyết thầy giáo đã dạy rồi, sàn của x cộng 1 tất cả trên 3 mà bằng 2 thì giải như thế nào? Còn nhớ cách giải như nào không? Ai không nhớ dở sách và dở ra xem lại. Hôm đấy thầy cho bằng 2021 đấy. Dở lại ví dụ bằng 2021. Thầy giáo điểm danh nốt mấy bạn lại còn lại nha. 4, 3, 7, 9, 7, 8. 4, 3, 9, 7, 8. Dạ em đây ạ. Tên là gì? Em là Đoàn Thị Cẩm Ly ạ. Rồi, 43972. Có, Dương Khánh Huyền ạ. Và 43929. Có, Thị Tâm. 43911. Có, Ngô Thị Kiều ạ. 43989. À, 898. Có, Thế Thị Xuân. 43892. Có, Phan Thị Quỳnh Hương ạ. 43886. Có, Nguyễn Thị Hồng Hà. 43882. Có, Nguyễn Thu Hiền ạ. 43872. Có, Thảo Thị Ngọc Ánh ạ. 43822. Có, Hà Văn Trang. 43801. Có. Sao thế Linh trưa nay bị bố mẹ phạt đói sao mà nói nhỏ thế? 43800. Có, Vũ Thị Phương Thảo ạ. Hết, còn ai chưa được gọi tên rồi nhỉ? Em ạ, 43236 ạ. Vừa lấy gọi có trả lời đâu mà. Em mới vào học ạ? Khi này là không thể ạ, lúc thầy gọi em khi nãy là em bị áo ra để thoát ra xem khỏi mày có bị đen hay không ấy. Ờ, thì cuối cùng là máy đen hay người đen? Cuối cùng là máy đen hay người đen? Máy đen ạ, đi xem được rồi. Rồi, đến đây được chưa nào? Rồi, thế vừa nãy thầy giáo đã dạy trong cái buổi trước, trong giờ lý thuyết thầy giáo dạy chúng ta xử lý kỹ thuật xử lý này rồi. Bây giờ thầy nhắc lại. Sàn của x cộng 1 trên 3 mà bằng 2, chúng ta nhớ lại cái bất đẳng thức. Thì là x cộng 1 trên 3 thì luôn lớn hơn hoặc bằng sàn của x cộng 1 tất cả trên 3 và nhỏ hơn sàn của x cộng 1 tất cả trên 3 cộng với 1, đúng không? Nhớ lại bất đẳng thức cái đề. X thì luôn lớn hoặc bằng sàn của x, nhỏ hơn sàn của x cộng với 1. Bên phải thì cộng 1, bên trái trừ 1 đấy, hôm trước dạy đấy. Nhớ lại chưa? Rồi, như vậy là kết quả là x cộng 1 tất cả trên 3 thì luôn lớn hơn hoặc bằng 2, nhỏ hơn 3. Nhân chéo lên.
nhân chéo lên thì đây là 6, đây là 9, trừ tất cả cho 21 đây, kết quả là 5, 8, được chưa? Như vậy chúng mình đã giải xong được con thứ nhất, tức là x sẽ thuộc vào từ 5 đến 8 ngoặc tròn, 5 ngoặc vuông, 8 ngoặc tròn. Rồi, tương tự như vậy các em giải cho thầy tiếp là bằng 3 và bằng 4. Giải tiếp bằng 3 và 4 nha. Giải tiếp cho thầy này. Em không giải cứ ngồi đấy mà chờ thầy giáo thì sớm trượt bộ này đấy. Chịu khó biến đổi vào nó mới quen được. Giải xong giải tiếp cho thầy bộ này nữa. Và cuối cùng thì sẽ gộp nghiệm lại cuối cùng. À, các em phải giải tiếp đây. Cái này. Thầy muốn thầy làm rất chậm để các em quan sát, kể cả những người học yếu cũng vẫn hiểu được bài. Thế còn người ta muốn làm nhanh thì chúng ta sẽ rất khó hiểu. Có mấy bài 9, 8, 9 này, 90 này, 91 các em phải tự làm nhé, thầy không chữa đâu. 8, 9, 90, 91, tự làm. Không nghĩa là cái những bài thầy giáo không giải mà thi nó không vào đâu nhá, đừng có nhầm chuyện đấy. Hả? À, tạm thời thì là trắc nghiệm. Chủ nhật tuần này nhá, 8 giờ là chúng ta làm bài kiểm tra trắc nghiệm đề do thầy ra. Gần 8 giờ tối một cái thì là bắt đầu nó sẽ xuất hiện giống như một cái link ở trên Google Form, xong nó sẽ đưa chúng ta đến cái link đấy và chúng ta vào đấy chúng ta làm. Mà cái làm bài này nó phũ phàng lắm, đến giờ mà không nộp là nó tự động nó đóng vào. Đấy, chứ nó không như là kiểu chần chừ như là bằng tay, hiểu chưa? Lưng khừng nộp muộn là nó không ấy được, là cuối cùng là không điểm. Như chơi ấy. Thế thầy là làm bài đâu ạ? Lên MS Team đến 8 giờ kém, tức là 20 giờ kém, khoảng kém 5 ấy, thì là nó sẽ xuất hiện cái link để chúng ta đến đấy. Dạ. Em thầy. Ừ. Mà bài kiểm tra thì sẽ có bao nhiêu câu và làm trong bao nhiêu phút ạ? 25 câu làm trong vòng 50 đến 60 phút tùy đề dễ hay khó. Sau đó tuần sau, chủ nhật tuần sau lại làm một tiếp đề chung. Đề chung này cũng làm ở trên MS, cũng có link ở trên MS. Đề chung thì làm ở trên Elin Linh. À, dạ. Thưa thầy, trước nữa thầy đăng cái phần viết lý thuyết cả bài tập lên luôn đúng không ạ? Tại sao phải đăng? Thế à? Thế chắc là lúc trước là nghỉ học cái gì? Không, thầy ơi, lúc nghỉ giảng là bọn em chưa nghỉ. Ừ, rồi thầy nó sẽ đăng. Thực ra thầy nó đăng rồi nhưng thầy nó chưa cho nó xuất hiện trước mặt các em thôi. Nào, cái này giải xong chưa? Kết quả x thế nào? 8 bé và x bé. Tức là 8 có ngoặc vuông đúng không? 11. 11 là ngoặc tròn đúng không? Rồi, thế con dưới. Nó có quy luật đấy, nếu mà nhìn tinh nó có quy luật đấy. Ngoặc vuông 11. Ngoặc vuông 11. 14 ngoặc tròn đúng không? Ôi giời, giỏi quá. Đúng rồi. Thế bây giờ suy ra g mũ trừ 1 của cái tập hợp ban đầu ấy, tự viết thì nó chính là ba cái thằng này hợp lại từ 5 đến 8 tròn hợp với vuông 8 tròn, 8 vuông đến 11 tròn
hợp với 11 vuông đến 14 tròn hợp đấy bằng cái gì? Năm vuông đến 14 tròn à? Ừ, cái đầu đến cái cuối nha. Xong. Đấy, tương tự như vậy câu cuối cùng em cũng làm nhé. Nhớ đó, hay cực kỳ luôn. Rồi, ba câu sau chúng ta tự làm này, những câu này chúng ta tự làm này. Bài này 89 này, 90 và 91. 89 thì làm giống như giờ lý thuyết thôi. 90 thì làm cũng gần giống như lý thuyết, khó hơn một chút. Còn bài 91 thì là thực chất là rút x theo y, thì bây giờ phải là rút y theo x. Bây giờ chúng ta sẽ sang chương 2. Chương 2 còn một ít phút phải làm bài ở chương 2. Một chết ở chương 2 mình lại không lưu đề ở đây. Chương 2. Thôi được rồi, vào MS Team tìm ra vậy. Bài tập ở chương 2. Chương 2 mình để bài tập ở đâu nhỉ? À. Sao đồng chí nào lại ghi hình này? Thầy phát hiện là bạn nào ghi hình thì thầy cho ra khỏi lớp ấy. Mình tiếp tục này. À, ghi ở chỗ lý thuyết thì phải. Ghi làm số hình của người ta. Người ta đẹp như thế này mà ghi vào. Đây, bài tập chương 2 đây. Quy tắc suy luận nào được dùng trong mỗi lập luận sau đây? An giỏi môn toán, do đó An học giỏi môn toán hoặc môn tin. Chúng ta phải trình bày như này để cho nó quen dần đấy nhá. Đây, từ từ bình tĩnh. Chụp lại cái đề ghi lên trên cách trình bày. Thực ra bài này kiểu này dễ cực nhưng mà các em phải luyện tập nhiều thì nó mới quen. Chắc là hôm nay chỉ làm được hai bài, một bài hai. Nó là hai chấm, sao lại vẫn là một chấm? Bây giờ trình bày này cho nó chuẩn nhé. À, thường người ta sẽ hỏi là cái suy luận là sau có cơ sở hay không, nếu có cơ sở thì dùng luật nào, mà không có cơ sở thì ví mắc cái gọi là ngụy biện gì, hiểu chưa? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ làm như sau, chúng ta sẽ trình bày như này, gọi P Q lần lượt là mệnh đề. À, An học giỏi môn toán phải à quên hết cái mệnh đề thứ nhất. Mệnh đề thứ hai là An học giỏi môn tin, khi đó suy luận trên có dạng, suy luận trên có dạng, có dạng như thế nào? An học giỏi môn toán, An học giỏi môn toán thì chính là P. Do đó thì nó chính là ở phía dưới. An học giỏi môn toán tức là P, hoặc giỏi môn tin tức là tuyển với Q. Đấy, suy luận này có cơ sở hay không, và nếu có thì dùng luật gì? Thế thì chúng ta thấy ở trên là 1, ở dưới là 2 đúng không? Suy luận này có cơ sở và dùng luật gì ạ? Ai nhớ được luật này đang từ 1 sang 2 này? Đang từ 1 sang 2 thì dùng luật gì nhỉ? Trần Đức Tài. Đâu rồi? Là, ừ, đang từ 1 sang 2 người ta gọi là dùng luật gì đấy? Nó lại đấy em, anh không nghe rõ. Không nghe rõ thì thôi, gọi người khác, Nguyễn Thị, Nguyễn Hà Thanh Hường. Nghe rồi ạ. Suy luận này có cơ sở hay không, mà nếu có cơ sở thì dùng luật gì?
Chứng tỏ mình không học lý thuyết rồi. Đang từ 1 sang 2 người ta gọi là luật gì? Luật cộng ạ. À đúng rồi, suy luận này là có cơ sở và ra sử dụng luật cộng. Và câu A được giải quyết xong. Suy luận này có cơ sở và chúng ta dùng luật cộng. Xong câu A rồi nhá. Bây giờ tương tự như vậy chúng ta sẽ làm câu B. Suy luận này có cơ sở. Cơ sở và ta dùng luật cộng. Đấy, thế là xong. Tương tự như vậy, câu B, Trần Tú Uyên. Dạ. Trần Tú Uyên, cô B làm đi. Hello, em chưa nghe ạ. Không nghe thì thôi. Mệt quá, cứ phải nói đi nói lại. Tạ Thị Bích Ngọc. Em thầy. Ừ. À, nhưng mà gọi như nào, trình bày như nào để cho nó các bạn nó hiểu. Gọi PQ lần lượt là các mệnh đề. An học giỏi môn toán, phải Tuấn học giỏi môn toán. Khi nó suy luận trên có dạng thế nào? Vậy thì đó, suy luận trên có dạng là P1Q kéo theo B. Ừ, ở dưới là P, đúng rồi. Vậy thì sao? Suy luận này có cơ sở không? Có ạ. Có cơ sở và dùng luật gì? Luật rút gọn ạ. Đúng rồi, đang từ 2 về 1 gọi luật rút gọn. Tương tự như vậy thì cái câu C và bài 1.2 cũng làm giống như vậy. Các suy luận ở trong bài 1.2 và 1.1 đều 2.2 và 2.1 là đều có cơ sở và đều sử dụng các luật. À, câu A thì là luật cộng, câu B luật rút gọn, câu C dùng luật gì? Rồi sang bài 2. Dùng luật gì? Bài 3 dùng luật gì? Bài 4 dùng luật gì? À, câu B, câu C dùng luật gì? Các em phải xem lại lý thuyết đi. Chúng ta chưa xem lý thuyết thì chúng ta không giải được đâu. Thế này hơi căng đấy. À, thôi được rồi. Ngay chúng ta dừng ở đây. Chứ bây giờ các em mà không học lý thuyết thì chịu. Không thể nói được. Các em phải xem lại như thế 6 cái luật ở trong cái bảng, trong cái quyển sách ấy. Xem lại quyển sách giáo khoa đấy nhá. 6 cái luật đấy thì mới làm được. Bài 2.1, 2.2. Trong buổi sau chúng ta sẽ tiếp tục về cái phần ngụy biện này, tức là 2.2, 2.3 và 2.4 này, và các phương pháp chứng minh. Đang phải làm bài trước đi, bây giờ bắt đầu hơi lười rồi đấy. Bắt đầu thấy nó khó khóa đúng không? Nhá, phải xem lại. Đầu tiên là phải tóm tắt lý thuyết ở trên trước. Sau đó mới làm được bài tập. Tóm tắt giống như giáo vừa tóm tắt đấy. Sau đó mới quay ra làm bài tập được. Hiểu chưa? Rồi, em thân mến, như vậy là buổi học hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em vào trong tuần sau. Nhớ là chủ nhật tuần này 20 giờ chủ nhật tuần này làm bài kiểm tra số 1 đề do thầy ra, làm vào đều vào MS Team để đến đúng gần đúng giờ, gần đến giờ đấy nó sẽ hiện ra cái link để chúng ta vào đó chúng ta làm bài nhá. Và sau đó thì sang tuần sau, chủ nhật tuần sau thì sẽ làm bài ở trên e-learning là kiểm tra toàn bộ toàn trường luôn ấy. À, em thân mến, như vậy bài học hôm nay chúng ta đã kết thúc ở đây. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại.